Chương 622, đánh chết Vũ xuất 2. như chết Vũ xuất hai trên bầu trời, chân khí của Lục Vũ giống như mây mù, đem toàn bộ thân thể bao vây, không gian chung quanh khẽ chấn động, khí thế đó khiến cho Lục Thiếu Du nhíu mày. Lục Vũ có thực lực như vậy, cũng coi như đã rất mạnh rồi. Từ trước tới nay Lục gia luôn ẩn giấu thực lực, Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ là không muốn người khác biết được. Bảo vật của Lục gia có lẽ là vô cùng không đơn giản. Ánh mắt triệu vô quang hiện giờ tràn đầy vẻ lo lắng người của triệu gia đều bị tàn sát, khiến cho đầu hắn nóng lên. Tất cả chuyện này vượt quá sự tưởng tượng ban đầu của hắn. Sư, một kích vừa chấm dứt, thân hình lục vũ bỗng nhiên khẽ động, một đạo tàn ảnh xuất hiện. Mà thân hình của hắn cũng như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt triệu vô quang. Lục thiếu du đứng xa nhìn mà cũng có chút hoa mắt. Hắn biết vị gia gia trên danh nghĩa này là vũ giả hệ mộc, công kích vốn vô cùng quỷ dị, tốc độ cực nhanh, lại thêm cường giả vũ xuất đã nắm giữ một ít lực lượng không gian cho nên, tốc độ đều đã nhanh lại càng nhanh hơn thấy lục vũ đột nhiên xuất hiện ánh mắt triệu vô quang hơi co lại cánh tay cũng không dám chậm trễ một chút nào một đạo trưởng ấn trong nháy mắt được đánh ra sư một tiếng cắt ngang sự cách trở của không khí mang theo kình khí cường hãn hung hăng đập về phía lục vũ lúc này lục vũ cũng không tránh được vẻ mặt trầm xuống khẽ vung ống tay áo lên một đạo trưởng ấn màu xanh đột nhiên bắn về phía trước va chạm với trường ấn của triệu vô quang phanh phanh hai người đều có thực lực mạnh mẽ hai đạo công kích đều ẩn chứa kinh khí kinh khủng tới cực điểm. Không gian chấn động, kinh khí cường hãn lan tỏa ra xung quanh. Thân thể hai người chưa kịp thối lui, thì trong nháy mắt đã xuất ra công kích lần thứ hai. Hai người này đã giao thủ hơn 10 hiệp, công kích của song phương đều vô cùng sắc bén. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến thanh âm bạo liệt vang lên trong không trung, giống như là tiếng sấm sét vậy. Thế nhưng trung quy, công kích có cường hãn tới mấy thì rõ ràng là lục vũ vẫn chiếm thế thượng phong mà triệu vô quang kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ tu vi một khi tới vũ xuất kém một trọng thì thực lực sẽ cách xa nhau phanh hai người tiếp tục giao thủ triệu vô quang tiếp tục bị đánh văng ra khí huyết trong cơ thể sôi trào sắc mặt tái nhợt nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn chuyển sang âm trầm thủ ấn biến hóa chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển cuối cùng giống như thủy triều tuôn ra ngoài chân khí bàng bạc tuôn ra nhanh chóng hội tụ thành một đạo trường ấn khổng lồ trước người triệu vô quang, không gian chung quanh trưởng ấn lúc này, dao động mạnh mẽ tạo thành gợn sóng mắt nhìn thấy rõ. Muốn liều mạng sao? Lục thiếu du ở xa nhìn vào cảnh này, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Lúc này, trên khuôn mặt giả nua của lục vũ cũng khẽ biến đổi, thủ ấn nhanh chóng biến hóa, chân khí màu xanh nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Phá vân trưởng, triệu vô quang hét lớn một tiếng. Thanh âm vang vọng bốn phía, đạo trưởng ẩn to chừng trăm thước đột nhiên bắn mạnh ra, cắt ngang không gian lao về phía lục vũ, trên đường đi trưởng. Ấn không ngừng bành trướng. Khô mộc trưởng. Nhìn vào công kích của triệu vô quang, con mắt lục vũ lập tức co rụt, miệng cũng khẽ quát lên một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, chân khí trong tay nhanh chóng ngưng tụ thành một trường Ấn khổng lồ. Năng lượng quỷ di xuất hiện, cuối cùng mang theo kình phong hung hãn đánh về phía triệu vô quang. Đều là vũ kỹ huyền cấp. Lục Thiếu Du nhìn vào nhanh chóng nhận ra vũ kỹ hai người thi triển đều đạt, tới huyền cấp. Dưới không ít ánh mắt kinh hãi, hai đạo công kích ẩn chứa lực lượng kinh khủng rốt cuộc va chạm với nhau. Giờ phút này, thanh âm chói tai vang lên, giống như tiếng sấm y ủng vang vọng phía chân trời. Người có tu vi thấp, thanh âm này đủ để khiến cho màng nhĩ bọn họ tê dại. Phanh phanh phanh, hai đạo trưởng ấn va chạm, năng lượng phô thiên cái địa rung động lòng người nhanh chóng khuếch tán, không gian chung quanh lúc này gấp khúc. Sư sư, trong không gian gấp khúc lúc này có một đạo thân ảnh màu vàng bị đẩy lui ra, thân ảnh có chút chật vật, thế nhưng lúc này một thân ảnh màu xanh trong nháy mắt xuất hiện ở một chỗ cách không xa thân ảnh màu vàng triệu vô quang hiện tại đến phiên ngươi thanh âm nhàn nhạt mang theo hàn ý từ trong miệng lục thiếu du chuyển ra thân ảnh lục thiếu du trong nháy mắt xuất hiện phía sau lưng triệu vô quang bàn tay đột nhiên khẽ động một đạo quang mang tức thì bắn ra đi bàn tay đẩy ra lục thiếu du đột nhiên quát lên một tiếng thanh âm vô cùng chói tai thanh âm vừa dứt Đạo quang mang màu vàng trong tay đột nhiên hóa thành một đám tàn ảnh bắn về phía trước, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trong lúc này, ai cũng có thể cảm giác được bên trong quang mang màu vàng ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, vô cùng đáng sợ. Cảm nhận sự đáng sợ của năng lượng này, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Đây là Lúc này Lục Trung ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đạo quang mang màu vàng này ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng, hắn cũng có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, sắc mặt hắn lập tức kinh ngạc và khiếp sợ khẽ lẩm bẩm nói, không ngờ lại là thổ sát huyền lôi. Cảm nhận được khí tức vô cùng đáng sợ đang tiến đến, Triệu Vô Quang kinh hãi, ánh mắt hiện lên sự bất an, lo sợ. Cỗ khí thế này khiến cho đáy lòng hắn phát lạnh. Thổ sát huyền lôi, tam đệ, chạy mau. Phía xa, Triệu Vô Cực nhanh chóng hô to. Thổ sát huyền lôi của Vân Dương Tông hắn cũng biết. Khi vừa nhìn thấy nó hắn lập tức nhận ra ngay. Quả thực hắn không ngờ tới, Vân Dương Tông lại giao thổ sát huyền lôi cho Lục Thiếu Du thế nhưng lúc này triệu vô quang đã không kịp chạy trốn nữa rồi đạo quang mang kia trong nháy mắt bắn về phía chân trời nơi nó đi qua mặt đất nứt nẻ đá vụn bay tứ tung giống như là một mảnh đất khô cằn vậy cuối cùng quang mang đại thịnh giống như một đạo lưu tinh ầm ẩm, ẩm đánh về phía triệu vô quang mà sau khi va chạm đạo quang mang kia giống như nổ tung thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm y ủng vang vọng trong không trung quang mang nổ tung năng lượng thổ hệ nồng nặc quanh quẩn trong phương viên ngàn thước trong không gian cỗ năng lượng thổ hệ này giống như một cơn lốc trong nháy mắt khiến cho không gian gấp khúc dưới cỗ năng lượng thổ hệ khổng lồ kinh khủng này mặc dù là vũ chấp sự và triệu vô cực đang giao chiến ở phía xa lúc này cũng không khỏi sợ hãi sắc mặt triệu vô cực lúc này càng thêm xấu xí phanh 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 cũng không biết là năng lượng thổ hệ kia bạo liệt hay là không gian bạo liệt thanh âm bạo liệt liên tục vang vọng trong không gian chỗ triệu vô quang vừa đứng năng lượng cuồng bạo khiến cho ngay cả vũ xuất cũng kinh sợ Lục Vũ ngay khi thấy Lục Thiếu Du xuất thủ đã sớm thối lui ra xa. Cảm nhận được đạo công kích cường hãn này, tim hắn cũng không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Chương 623, đánh chết Vũ xuất ba. Chết Vũ xuất. Ba Lục Bắc ở phía xa không hề động thủ lúc này cũng không nhịn được nhíu mày, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía bên này. Kinh khí khuếch tán, năng lượng kinh khủng khiến cho mọi người kinh hãi rốt cuộc, trong ánh mắt của mọi người chậm rãi tán đi. Phanh. Không gian gấp khúc khôi phục lại bình thường, Lúc này có một thân thể từ không trung rơi xuống mặt đất, máu tươi ướt đẫm khắp cơ thể, vô cùng thê thảm. Cánh tay bị nát, hoàng bào trên người nát bấy, khắp người đều là máu, người này chính là Triệu Vô Quang của Triệu gia. Mà lúc này, sinh cơ trong người Triệu Vô Quang đã mất đi, chính thức đi đời nhà ma. Vũ xuất ngũ trọng Triệu Vô Quang đã chết. Đám người lục gia lúc này vô cùng kinh hãi, thực lực của Triệu Vô Quang mọi người đều đã chứng kiến, thế nhưng không ai có thể nghĩ tới, Triệu Vô Quang lại bị một kích của Lục Thiếu Du giết chết lục vũ lúc này cũng vô cùng kinh hãi năng lượng kinh khủng vừa rồi cho dù là hắn đối mặt với nó cũng không có hy vọng còn sống trên bầu trời triệu vô cực ngạnh kháng một chiêu của vũ chấp sự rồi nhanh chóng lùi lại dường như thực lực của hai người cũng không hơn kém nhau là mấy lăng không đứng đó ánh mắt triệu vô cực nhìn lục thiếu du lục vũ vũ chấp sự lục trung lục bắc cuối cùng ánh mắt tập trung trên người lục thiếu du hận ý và tức giận rốt cuộc đã lên tới đỉnh điểm tiểu súc sinh, triệu vô cực ta thề, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định phải rút xương dọc ra ngươi, san bằng lục ra, mới có thể giải nỗi hận trong lòng ta. Triệu vô cực giận dữ giống lên, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Lão cẩu, ta còn một khối thổ sát huyền lôi, ngươi có muốn ta ném vào trong triệu gia các ngươi không? Lục thiếu du lạnh nhạt nói, trong mắt hiện lên vẻ châm trọng. Triệu vô cực rất mạnh, thế nhưng bằng vào thực lực bên người hắn hiện tại, cũng không phải là thứ mà triệu vô cực có thể đơn giản đối phó được tiểu xúc sinh ngươi sẽ hối hận triệu vô cực giận dữ nói cả người đang không ngừng run rẩy triệu lão cẩu bản công tử sợ ngươi chắc triệu gia làm những gì với ta trả thù ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu mà thôi ngày sau triệu gia ngươi tuyệt đối chó gà cũng không được yên lục thiếu du lạnh nhạt nói sát khí toàn thân tràn ra cỗ khí thế này khiến cho mọi người không khỏi động dung lục đông lục tây lúc này mới biết thực lực của lục thiếu du không ngờ đã kinh khủng như vậy nhớ tới lục thiếu du ẩn nhẫn vài chục năm trong lục gia khi trước, trong lòng đám người lục gia không khỏi phát lạnh. Một phế vật ai trong lục gia cũng có thể bắt nạt, giờ này đã trở thành tồn tại cao cao tại thượng, trước mặt vũ xuất cửu trọng cũng có khí thế như vậy. Điều này khiến cho tất cả mọi người trong lục gia chấn động, loại thay đổi này có thể nói là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo A, hơn 3 năm, không đến 4 năm. Tính cả thời gian lục thiếu du rời khỏi lục gia đi tới Vân Dương Tông, trong lục gia có ai có thể nghĩ tới lúc lục thiếu du trở về lại có thể mạnh mẽ tới như vậy thiếu gia khi trước mà ai trong lục gia cũng có thể gọi là phế vật khi dễ lúc này đã có thực lực tuyệt đối đủ để phá hủy lục gia lục trung lục vũ lúc này không khỏi thở dài tất cả chuyện này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc nếu như hôm nay lục gia không có lục thiếu du ở đây bọn họ sẽ phải đối mặt với tai ương diệt tộc cơ mặt triệu vô cực co quắp lại ánh mắt nhìn vào vũ chấp sự lục vũ lục bắc trên bầu trời vô cùng giận dữ hắn biết cho tới hiện tại hắn đã không chiếm được một chút tiện nghi nào nữa chỉ cần bằng vào một vũ chấp sự thần bí này hắn cũng không thể thắng nổi cho dù không có vũ chấp sự chỉ cần có lục vũ này hắn cũng khó mà đạt được ý nguyện của mình xem ra cũng đã tới lúc xuất hiện dọn dẹp tàn cuộc rồi ngay lúc này đột nhiên hai đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra từ giữa một cái khe trong không trung một cỗ khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh khuếch tán cảm giác cỗ khí tức này nhất thời trong lúc vô hình mọi người có mặt đều bị áp chế người thực lực thấp trong lòng vô cùng lạnh lẽo trong sát na hai đạo thân ảnh lắc mình đi tới một người mặc hắc bào ánh mắt âm trầm toàn thân tỏa ra khí tức âm lệ không gian chung quanh hắn nhẹ nhàng rung lên cường giả vũ vương là hắc quỷ thiên vương ánh mắt chuyển về phía người này lục thiếu du nhanh chóng nhận ra đây chính là cường vũ vương cuối cùng xuất hiện trên đại hội tam tông tứ môn kia là nàng ta đồng thời lục thiếu du cũng nhanh chóng nhìn thấy một thanh niên xinh đẹp bên cạnh Hắc Quỷ Thiên Vương, thanh niên này mi thanh mục tú, hai mắt sáng sủa. Đối với người này Lục Thiếu Du cũng không xa lạ, chính là nữ tử tuyệt mỹ giả trang nam trong sơn mạch Vũ Đô, cũng là Lăng Thanh trên Đại hội Tam Tông Tứ môn. Lúc này Lăng Thanh cũng đang nhìn về phía Lục Thiếu Du, hai mắt lóe lên, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Vũ Vương, sắc mặt đám người Lục Vũ, Lục Bắc, Lục Trung, Vũ chấp sự, Triệu vô cực nhanh chóng đại biến. Trong nháy mắt hai người này xuất hiện khí tức từ trên người hán tử trung niên mặc hắc y kia đã làm cho bọn họ nhanh chóng nhận ra đây chính là cường giả vũ vương không nghĩ tới lục gia lại ở một cái trấn nho nhỏ này rốt cuộc ta cũng tìm được rồi ánh mắt hắc quỷ thiên vương trong nháy mắt đảo qua mọi người ánh mắt nhìn về phía lục vũ mang theo một chút âm lệ nói ngươi chính là người đứng đầu lục ra sao mau ra bỏ vật ra ta tha cho ngươi một mạng bằng không sẽ chết ngữ khí của người này vô cùng lạnh lẽo dường như không cho người khác một cơ hội mặc cả nào ngươi là người phương nào lục vũ sửng sốt lập tức hỏi hắc quỷ thiên vương chuyện này ngươi còn chưa có tư cách biết ngươi chỉ cần giao ra bảo vật là được bằng không sẽ chết hắc quỷ thiên vương lạnh nhạt nói các ngươi đều muốn bảo vật kia thế nhưng ta biết giao cho ai bây giờ đây lục vũ nhìn hắc quỷ thiên vương ánh mắt lại khẽ đảo qua hai người triệu vô cực cùng với vũ chấp sự đương nhiên giao cho ta là được rồi nếu như bọn chúng dám động ta sẽ thu lấy tính mệnh bọn chúng hắc quỷ thiên vương nói không để đám người triệu vô cực và vũ chấp sự vào trong mắt các hạ bảo vật của lục gia không phải thứ mà người bình thường có thể thu lấy đừng tự tìm phiền phức cho bản thân mình cơ mặt vũ chấp sự có quắp một chút rồi nói đừng cho rằng ta không biết các ngươi là ai các ngươi lánh đời sao không lánh hẳn luôn đi lại còn chạy ra đây làm gì nhanh cút một chút cho ta hắc quỷ thiên vương nhìn vũ chấp sự lạnh nhạt nói các hạ rốt cuộc là ai lúc này vũ chấp sự vô cùng khiếp sợ nhìn hắc quỷ thiên vương hỏi các hạ chẳng lẽ là hắc quỷ thiên vương của thành ma vân triệu vô cực nhìn hắc quỷ thiên vương vẻ mặt vô cùng kinh hãi hỏi chương 624, bạch linh xuất thủ Chị linh xuất thủ hừ vân dương tông cũng tới đây sao ánh mắt của hắc quỷ thiên vương hiện lên sự âm lệ hắc khẽ nói hai vũ xuất cũng tới giúp vui chết cho ta nói xong thân ảnh của hắc quỷ thiên vương trong nháy mắt biến mất tại chỗ giống như là thuấn di không xuất hiện một đạo tàn ảnh nào thuần túy giống như là tiêu thất trong hư không vậy lần xuất hiện tiếp theo thân ảnh hắc quỷ thiên vương đột nhiên xuất hiện trước không trung trên đầu triệu vô cực tay phải hắn đánh ra một đạo trường ấn trường ấn phá vỡ không gian khiến cho không gian đột nhiên xuất hiện một khe nứt trong nháy mắt đánh về phía triệu vô cực trong không trung đột nhiên vang lên âm thanh bạo liệt quang cháo hộ thân quanh người triệu vô cực dưới một kích của hắc quỷ thiên vương kia đột nhiên vỡ nát dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này thân thể triệu vô cực bị đánh bay về phía sau miệng phun ra một ngụ máu phanh không gian trước người vũ chấp sự hai đạo trưởng ấn ầm ầm va chạm với nhau khiến cho không gian xuất hiện khe nứt dưới khí tức cuồng bạo này đình viện lục ra phía dưới chân bọn họ trực tiếp hóa thành phế tích mặt đất nứt nẻ kình phong tàn sát bừa bãi mãi một lúc lâu sau mới tiêu tán khục khục vũ chấp sự cũng cùng một lúc miệng phun ra một ngụ máu sắc mặt tái nhợt phanh phanh thân thể của hai cường giả vũ xuất cửu trọng trước sau như một bị đánh bay xuống mặt đất một lát sau hai người mới đứng dậy được khục khục hai người hầu như cùng lúc phun ra một ngụ máu thực lực của hắc quỷ thiên vương này cách bọn họ quá xa, không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại. Sư, trong lúc mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên, thân ảnh của triệu vô cực trong nháy mắt bắn về phía xa, chỉ trong mấy lần lắc mình đã không thấy bóng dáng. Giờ phút này hắn tự biết bản thân mình có nhiều kẻ địch ở đây, bản thân lại bị thương nặng, không bằng thừa dịp còn có một chút khí lực chạy trốn, cho nên hắn không chút do dự lập tức đào tẩu. Vẻ mặt lục thiếu du trầm xuống, triệu vô cực bị thương nặng, nếu như hắn đuổi theo hơn phân nửa sẽ có cơ hội đánh chết triệu vô cực thế nhưng hiện giờ lục thiếu du cũng không có biện pháp nào rời đi hắc quỷ thiên vương cũng vì kiện bảo vật thần bí kia mà tới hắn cũng muốn mẫu thân ở đây hắn cũng không có cách nào bỏ người mà đuổi theo triệu vô cực được lục bắc nhanh chóng đi tới bên người vũ chấp sự thương thế của vũ chấp sự so với triệu vô cực cũng không kém là bao lúc này dường như hắn cũng không còn lực tái chiến nữa thật mạnh mẽ nhìn thấy màn này không ai là không kinh hãi Điều này quả thực vô cùng chấn động. Hai cường giả vừa rồi vô cùng mạnh mẽ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho không gian gấp khúc, cường giả vũ xuất, không ngờ chỉ trong một chiêu đồng thời bị Hắc Y nhân kia nhẹ nhàng đánh cho bị thương nặng. Loại thực lực này vô cùng đáng sợ. Hiện tại ngươi có thể đem bảo vật của Lục gia giao cho ta chứ? Hắc Quỷ Thiên Vương không để ý tới Vũ chấp sự, cũng không có ý đuổi theo Triệu Vô Cực, tiếp tục đi tới trước mặt Lục Vũ rồi nói: "Thực lực các hạ rất mạnh, thế nhưng đáng tiếc, Lục gia không có bảo vật gì, tất cả chỉ là tin đồn nhảm mà thôi. Cơ mặt lục vũ giật giật, nhìn hắc quỷ thiên vương nói. Đừng tưởng rằng không ai biết chuyện này, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Sắc mặt hắc quỷ thiên vương đầy lạnh lẽo, thủ ấn trong tay chợt kết, tiếp theo nhanh chóng đánh ra một đạo trào ấn về phía lục vũ. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người lục gia, thân ảnh lục vũ liên tiếp thôi lui, thế nhưng lúc này cũng không thoát khỏi sự bao vây. Sắc mặt lục thiếu du biến đổi, lục vũ này tốt xấu gì cũng được coi như người thân trong thế giới này của hắn tuy rằng không có cảm tình thế nhưng lúc này nhìn thấy lục vũ bị hắc quỷ thiên vương bắt lấy trong lòng hắn vô cùng khó chịu nhưng lục thiếu du cũng biết nếu như là triệu vô cực thì hắn còn có thể bỏ bạch linh liều mạng thế nhưng đây là hắc quỷ thiên vương bạch linh cũng không phải là đối thủ của hắn nói bảo vật kia ở đâu sắc mặt hắc quỷ thiên vương âm trầm chảo ấn chụp vào trên người lục vũ nói lục gia ta quả thực không có bảo vật gì khuôn mặt lục vũ đỏ lên, dường như đang có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đặt trên người hắn vậy. Hừ, hắc quỷ thiên vương hừ lạnh một tiếng, chảo ấn vung lên, lập tức đánh xuống. Phanh, lục vũ dưới sự bao vây của chảo ấn, lúc này xuyên qua không gian, nhanh chóng đập vào mặt đất. Khục khục, lục vũ phun ra một ngụ máu, khuôn mặt già nua lúc này tái nhợt, thương thế này so với vũ chấp sự còn nghiêm trọng hơn không ít. Cha, đám người lục gia kinh hãi, nhanh chóng đi tới bên người lục vũ không giao ra bảo vật kia, người của lục gia hôm nay ai cũng đừng mong chạy trốn, ta giết hết. Lăng không đứng đó, hắc quỷ thiên vương lạnh lẽo nói. Ánh mắt đảo qua đám người có mặt, cuối cùng rơi vào trên người lục thiếu du, hắn cười khặc khặc nói, quán quân đại hội tam tông tứ môn, khắc khặc, hóa ra là người lục gia, vậy thì trước tiên bắt người khai đao vậy. Ánh mắt lục thiếu du trầm xuống, trong lòng cả kinh, phiền phức lớn rồi, hắc quỷ thiên vương, hắn không phải là đối thủ của người này. Sư, trong nháy mắt, Hắc Quỷ Thiên Vương đã tới trước không trung trên đầu Lục Thiếu Du, tốc độ so với quỷ mị còn nhanh hơn, hoàn toàn có thể coi là thuấn di. "Tiểu tử, lần trước có Vân Khiếu Thiên cứu ngươi, lần này không còn ai có thể cứu ngươi được nữa rồi." Nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương càng thêm âm lãnh. "Hắc Quỷ Thiên Vương, ngươi dám giết chàng, cha ta và toàn bộ Vân Dương Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi." Một thanh âm vang lên, lập tức một đạo quang mang bắn tới bên người Lục Thiếu Du, người này chính là Vân Hồng Lăng, mà lúc này trên vai vân hồng lăng có thêm bạch linh đang lười biếng nằm đó thiếu du một thân ảnh xinh đẹp khác cũng nhanh chóng đi tới bên người lục thiếu du chính là lục vô song khuôn mặt nàng lúc này vô cùng lo lắng nữ nhi của vân khiếu thiên sao ha ha không cần phải đem vân dương tông ra dọa ta vân dương tông còn chưa đủ sức để dọa ta hắc quỷ thiên vương lạnh nhạt nói một tiếng cũng không thèm để ý tới vân hồng lăng ánh mắt một lần rơi vào trên người lục vũ lạnh nhạt nói, rốt cuộc bảo vật lục ra các ngươi có giao ra không? Nếu như không giao, vậy thì quán quân đại, hội tam tông tứ môn của các ngươi sẽ là người thứ nhất chết. Đám người lục ra lúc này nhìn nhau, trên khuôn mặt tái nhật già nua của lục vũ lúc này không ngừng giật giật, ánh mắt không ngừng biến ảo. Hư, hắc quỷ thiên vương hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang được đánh ra, một đạo trảo ấn xe rách không gian lập tức bao phủ về phía lục thiếu du. Để hắn sống cho ta, ta muốn lưu lại cái mạng của hắn trong nháy mắt này, miệng nữ tử giả trang nam kia mở ra, một thanh âm trầm thấp vang lên. Chương 625, Nam thúc xuất thủ, 1. C xuất thủ. Một chảo ấn trực tiếp chộp về phía Lục Thiếu Du, nơi không gian chảo ấn bao phủ lúc này trực tiếp cấp khúc. Lúc này Lục Thiếu Du nhanh chóng xuất ra thanh linh khải giáp, trong lòng vô cùng hoảng hốt, vòng xoáy dưới chân trong nháy mắt hiện lên, thân thể nhanh chóng thối lui. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng cảm giác trong không gian này, tốc độ của hắn đã bị áp chế tuyệt đối, chảo ấn bàng bạc trong bầu trời kia lúc này đã nhanh chóng đánh xuống. Ngao! Một tiếng gầm gừ giống như tiếng sói chu phóng lên cao, lập tức một đạo bạch quang hiện lên, một cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng khuếch tán. Quang mang bàng bạc đại thịnh. Trong nháy mắt này, một cái đuôi màu trắng xuyên thấu không gian hung hăng bắn về phía chảo ấn, trong không gian kia. Cử vĩ yêu hồ lục giai trung kỳ sao, một tiếng kinh ngạc từ trong miệng hắc quỷ thiên vương truyền ra. Hai mắt hắc quỷ thiên vương lúc này cũng có chút kinh ngạc, chảo ấn trong tay biến đổi, năm ngón tay khẽ co lại, chảo ấn nhanh như thiểm điện bắn về phía Bạch Linh. Phì phì. Trong nháy mắt, thân thể to lớn của Bạch Linh bao phủ bầu trời, sáu cái đuôi như cuộn sóng mang theo kình khí xé gió bắn về phía Hắc Quỷ Thiên Vương. Đây là Mọi người lúc này kinh hãi, sắc mặt đám người Vũ chấp sự, Lục Vũ, Lục Bắc, Lục Trung đại biến. Là Cửu Vĩ Thiên Hồ, Cửu Vĩ Thiên Hồ lục giai trung kỳ. Ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn lên bầu trời, lập tức lại quay sang phía Lục Thiếu Du, mọi người không hiểu được, vì sao trên người lục thiếu du lại có nhiều yêu thú mạnh mẽ tới như vậy, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu yêu thú nữ. A à, sư sư, trong nháy mắt này, chảo ấn của hắc quỷ thiên vương trong bầu trời xoay tròn rồi bỗng nhiên mở rộng ra. Năm đạo chảo ấn mở rộng tới nghìn thước giống như một tấm lưới lớn, ẩm ẩm bao phủ lấy bạch linh. Sáu cái đuôi của bạch linh tung bay, lực lượng cuồng bạo khiến cho không gian rung động, từng gợn sóng trong không trung giống. Như là những cơn sóng lớn cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phía, Bạch Linh, cẩn thận. Lục thiếu du khẽ hô một tiếng, không có một chút do dự nào, tay hắn bắn ra. Một đạo quang mang màu vàng hóa thành một đám tàn ảnh nhanh chóng bắn về phía trước. Quang mang màu vàng ẩn chứa năng lượng đáng sợ đi tới đâu, thì năng lượng cuồng bạo trong không gian khuếch tán tới đó, chính là khối thổ sát huyền lôi thứ hai của lục thiếu du. Phanh! Chảo ấn xuyên qua đuôi, trong sát na đánh vào thân thể to lớn của Bạch Linh, thân thể to lớn của nàng cũng nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Mà lúc này, đạo quang mang màu vàng kia cũng nhanh chóng bắn về phía Hắc Quỷ Thiên Vương. Hừ, chỉ dựa vào thứ này sao? Vẫn còn kém một chút. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này, sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương hơi biến sắc, thủ ấn nhanh như thiểm điện không ngừng biến hóa, một vòng quang cháo nhanh chóng xuất hiện bao phủ qua người hắn. Trong sát na, thổ sát huyền lôi mang theo mặt đất nứt nẻ, đá vụn bay tứ tung, cuối cùng quang mang đại thịnh, giống như một đạo lưu tinh ầm ầm đánh vào không gian trước mặt Hắc Quỷ Thiên Vương, lập tức đạo quang mang kia nổ tung, âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trong không trung. Quang mang nổ tung, năng lượng thổ hệ nồng nặng mà kinh khủng. Bắn ra tứ phía, không gian chung quanh gấp khúc mãnh liệt, năng lượng thổ hệ khổng lồ giống như một cơn lốc quét ngang không gian. Mà lúc này, thân thể to lớn của Bạch Linh bị rơi xuống đất, thân thể nàng trực tiếp đập tan đình viện của lục gia, rồi lập tức được thu nhỏ lại, miệng phun ra một ngụm máu. Phanh phanh, tiếng nổ quanh quẩn trong không gian, dưới tiếng nổ này, kinh khí nhanh chóng khuếch tán, khi kinh khí khuếch tán một đạo quang cháo màu xanh nhanh chóng xuất hiện trong không trung quang cháo này không có một chút tổn hại nào thân ảnh hắc quỷ thiên vương xuất hiện trong đó vẻ mặt âm lệ nhìn về phía lục thiếu du tiểu tử để ta cho ngươi biết một chút lợi hại đạo thổ sát huyền lôi này dường như đã khiến cho hắc quỷ thiên vương nổi giận hắn lạnh lùng nói một tiếng quang cháo màu xanh trong nháy mắt được thu hồi vẻ mặt trầm xuống trong khi vẻ mặt biến đổi thì có một cỗ năng lượng nhanh chóng từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra lập tức nhanh như thiểm điện lao thẳng về phía lục thiếu du. Thiếu du, chạy mau. Trong lục gia lúc này vang lên thanh âm hoảng hốt, cũng không biết là của lục vũ hay lục trung, thế nhưng lúc này dường như đã quá muộn. Tốc độ của hắc quỷ thiên vương quá nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước người lục thiếu du, một đạo trưởng ấn nhanh chóng được đánh ra, khí tức cường hãn khiến cho không gian gấp khúc. Lão già, người nhìn náo nhiệt đủ chưa? Người không ra tay là con mất mạng đó nhưng vào lúc này lục thiếu du cũng không vội vã chạy mà hét lớn một tiếng tiểu tử hỗn đản toàn gây chuyện cho ta trong lúc này một thanh âm già nuôi như ẩn như hiện truyền ra ngay khi mọi người vì lục thiếu du mà hít sâu một hơi một đạo trưởng ấn nóng bỏng trong nháy mắt xuất hiện phía sau hắc quỷ thiên vương chu vi chung quanh trưởng ấn này không gian bị đốt cháy thành màu đen một cỗ khí tức khiến tim người ta đập nhanh khoách tán trong không trung cảm nhận được khí tức cường hãn nóng bỏng sau lưng mình sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương lập tức đại biến, trong nháy mắt trường ấn biến đổi, bàn tay nhanh chóng đánh một đạo trường ấn về phía sau, đồng thời thân thể nhanh chóng xoay lại. Phanh! Trong nháy mắt, hai đạo trường ấn nhanh chóng va chạm với nhau, hai đạo năng lượng va chạm thế nhưng không tạo ra tiếng nổ kinh thiên, như mọi người dự đoán. Trong nháy mắt khi hai đạo năng lượng va chạm với nhau, tại không trung nơi hai đạo trường ấn va chạm đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt. Quang mang chói mắt này khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, trên không gian đột nhiên xuất hiện một khe nứt, một đám hỏa diễm và hơi nước lập tức biến mất trong cái khe nứt không gian kia. Sư sư, trên bầu trời, thân thể Hắc Quỷ Thiên Vương trong nháy mắt bị đẩy lùi về phía sau mấy chục thước, chân khí run run, quanh thân được bao phủ bởi một đám khí lưu, lúc này mới ổn định lại được thân thể. Trong mắt Hắc Quỷ Thiên Vương hiện lên sự kinh ngạc. Lúc này trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh già nua. Điều hắn kinh ngạc chính là bản thân mình lại không phát hiện ra, trong lục gia lại còn ẩn giấu một cường giả như vậy thực lực của đối phương ngay cả hắn cũng không thể nhìn thấy chỉ dưới một chiêu này hắn đã biết đối phương là linh giả là ai có thể chống lại được cường giả vũ vương như hắc quỷ thiên vương này ngay khi ý niệm này hiện lên trong đầu mọi người thì ánh mắt bọn họ đã lập tức nhìn lên thân ảnh giả nua trên bầu trời kia là nam thúc khi mọi người trong lục gia nhìn thấy thân ảnh trên bầu trời này đều vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ tất cả đám người lục gia đều vô cùng kinh ngạc Người này chính là Nam Thúc đã ở trong lục gia 30 năm nay. Nam Thúc bình thường nhìn qua có chút ốm yếu kia lúc này đang lăng không đứng đó. Một trưởng vừa rồi đẩy lùi hắc quỷ thiên vương. Đây là Nam Thúc ở trong lục gia 30 năm sao. mươi 626, Nam Thúc xuất thủ 2. C xuất thủ. Hai lục vô song, còn có la lan thị phía xa lúc này vô cùng kinh hãi. Hai nàng quả thực không ngờ tới, Nam Thúc bình thường nhìn như già nua, ốm yếu, bước đi cũng phí không ít công sức lúc này lại đang lăng không đứng đó trong không trung nữ tử giả trang nam kia lúc này nhìn về phía nam thúc cũng vô cùng kinh ngạc trong bầu trời nam thúc nhìn thoáng qua lục thiếu du phía dưới rồi nói không có việc gì chứ nam thúc nếu người không xuất hiện thì con thực sự có chuyện rồi lục thiếu du cười hắc hắc nhìn tư thế nam thúc xuất hiện này có lẽ đối phó với hắc quỷ thiên vương tuyệt đối không thành vấn đề các hạ là người phương nào hắc quỷ thiên vương nhìn chằm chằm vào nam thúc trong bầu trời ánh mắt kinh hãi nói trong không trung nam thúc quay đầu lại lạnh nhạt nhìn hắc quỷ thiên vương một chút vẻ mặt trầm xuống ánh mắt mờ đục kia lúc này bắn ra một đạo tinh quang nói tiểu tử này mặc dù không tính là đồ đệ của ta thế nhưng lại là người của ta người của ta há có thể để cho ngươi động thủ một vũ vương ngũ trọng nho nhỏ mà thôi nếu như năm đó một ngón tay của lão phu cũng có thể bóp chết ngươi nghe nam thúc nói như vậy cơ mặt mọi người không khỏi giật giật khẩu khí này quá lớn không phải lớn bình thường một cường giả vũ vương ngũ trọng không ngờ lại chỉ cần dùng một ngón tay là có thể bóp chết điều này cần có thực lực rất mạnh mới làm được hắc hắc lúc này chỉ có lục thiếu du cười hắc hắc hắn tuyệt đối không hoài nghi lời nam thúc nói thực lực của nam thúc tuyệt đối sẽ không kém lúc này sắc mặt đám người lục vũ lục trung cũng vô cùng kinh ngạc không ngờ trong lục gia bọn họ lại có cường giả như vậy mà không ngờ bọn họ lại không phát hiện ra khi nghe lục thiếu du và nam thúc đối thoại bọn họ cũng đoán ra phía sau lục thiếu du chỉ sợ có cường giả như nam thúc này dạy dỗ cho nên mới có thể ẩn nhẫn vài chục năm như vậy người lục gia không ngừng suy đoán suy đoán này cũng có chút đạo lý bằng không lục thiếu du tại sao lại vô thanh vô tức tu luyện được bọn hắn cũng không biết bọn họ chỉ đoán gần đúng mà thôi lục thiếu du được nam thúc dạy dỗ không sai thế nhưng không phải mấy chục năm mà chỉ có ba năm đương nhiên điều này chỉ có lục thiếu du và nam thúc biết mà thôi những người khác cũng không biết được mà lúc này vũ chấp sự Lục Bắc, Lục Mị cũng vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Vũ chấp sự, ánh mắt hắn lúc này không ngừng biến đổi. Khẩu khí của các hạ thật lớn, vừa rồi nhìn các hạ xuất thủ dường như có một chút ám tật trong người, mặc kệ ngươi ta ai, ta khuyên ngươi không nên đắc tội với linh vũ giới chúng ta." Sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương trầm xuống nhìn Nam Thúc nói, "Các ngươi đến từ linh vũ giới." Tinh quang trong mắt Nam Thúc chợt lóe, ánh mắt nhìn vào trên người Hắc Quỷ Thiên Vương, dường như vẻ mặt có thêm chút biến hóa không sai xem ra các hạ cũng biết linh vũ giới nếu biết tới chúng ta vậy thì các hạ nên biết chúng ta không phải là người dễ chọc hắc quỷ thiên vương nhìn thấy ba động trên mặt nam thúc lại còn tưởng rằng nam thúc đã có chút kiên kỵ ha ha một tiếng cười to từ trong miệng nam thúc truyền ra tiếng cười xuyên thấu không gian khiến cho không gian tức thì gợn sóng khi tiếng cười ngừng lại ánh mắt nam thúc lúc này đã trở nên vô cùng lạnh lẽo ánh mắt lạnh lùng nhìn hắc quỷ thiên vương nói Linh Vũ giới, ngươi đã là người của Linh Vũ giới thì ở lại đi." Thanh âm của Nam Thúc lúc này tràn ngập sự giận dữ, dáng vẻ già nua, ốm yếu kia lúc này đã biến mất triệt để, một cỗ hàn khí tràn ngập không gian. "Người của Linh Vũ giới?" Lục Thiếu du nhíu mày, trên Đại hội Tam tông tứ môn dường như đã nhắc tới Linh Vũ giới này, xem ra Hắc Quỷ Thiên Vương là người của Linh Vũ giới. "Hừ, xem ra các hạ uống rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để ta nhìn xem một chút các hạ có thực lực gì mà muốn giữ ta lại." vẻ mặt hắc quỷ thiên vương lúc này cũng biến đổi đường đường hắn là cường giả vũ vương ngũ trọng sao lại bị một câu nói của đối phương dọa cho chạy mất nói xong hắc quỷ thiên vương cũng không dám có chút sơ ý thủ ấn không ngừng biến hóa một cỗ quang mang màu xanh nhanh chóng bao phủ toàn thân không gian chung quanh hắn lúc này gợn sóng trước người hắn lập tức có một dòng nước đang không ngừng di chuyển giống như một con sông nhỏ vô cùng quỷ dị hừ chút tài mọn nam thúc khẽ quát một tiếng cụ ấn biến hóa, quanh thân được bao phủ bởi một đạo quang tráo vô hình, sóng ngợn không gian nhanh chóng khuếch tán, một cỗ khí tức cường hãn khiến cho linh hồn sợ hãi hiện ra. Lúc này đám người bốn phía, phàm là người có linh hồn lực hơi yếu một chút đã bắt đầu thấy đau đớn trong đầu. Linh giả, cảm nhận khí tức khiến cho linh hồn sợ hãi này, Vũ chấp sự, Lục Bắc, Lục Vũ, Lục Trung đều vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi Nam Thúc chống lại Hắc Quỷ Thiên Vương kia, chỉ bằng một kích đó, cũng có thể suy đoán thực lực nam thúc ít nhất cũng tới linh vương mà sau khi nghe thấy lời nam thúc nói thì ít nhất cũng phải trên linh vương thế nhưng gường giả như vậy sao lại ở trong lục gia mấy chục năm điều này khiến cho bọn họ vẫn không thể nào hiểu nổi để ta nhìn xem các hạ là thần thánh phương nào sắc mặt hắc quỷ thiên vương khó coi thủ ấn biến đổi cánh tay run lên trung quanh thân thể hắn năng lượng hệ thủy nhanh chóng hóa thành thủy tiễn bắn về phía trước đạo thủy tiễn này trực tiếp xé rách không gian phát ra tiếng gió rít gào vẻ mặt nam thúc vẫn không đổi nhưng hàn ý quanh người tràn ra, một cỗ linh hỏa đột nhiên xuất hiện trong tay, hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho không gian như muốn chảy ra. Linh hỏa này trực tiếp bắn về phía hắc quỷ thiên vương. Sư, trong nháy mắt đạo thủy tiễn kia bắn tới, linh hỏa giữa không trung lúc này đã cuồn cuộn, hai cỗ lực lượng tức thì va chạm, thế nhưng đạo thủy tiễn kia không kiên trì được bao lâu, lập tức tan chảy dưới thủy tiễn nóng bỏng này. Hừ, sắc mặt hắc quỷ thiên vương xa sầm, đồng tử co lại, một cỗ khí thế âm lệ nhanh chóng khuếch tán, lam quang trong tay chợt lóe, nhanh chóng tung ra một quyền mang theo năng lượng thủy hệ đánh về phía Nam Thúc. Tinh quang trong mắt Nam Thúc chợt lóe, thủ ấn không ngừng biến hóa, năm ngón tay nắm lại, linh hỏa trước mắt lập tức ngưng tụ thành một quyền ấn, quyền ấn khẽ động, linh lực quanh người tràn ra, quyền ấn dưới sự bao vây của linh hỏa lúc này khiến cho không gian chấn động, kinh khí nóng bỏng, hỗn loạn, kinh phong cường hãn nhanh chóng nghênh đón quyền ấn của Hắc Quỷ Thiên Vương. Linh hồn lực thực mạnh mẽ, Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Nam Thúc, Lục Thiếu Du không khỏi có chút kinh ngạc. Trong công kích của Nam Thúc, linh hồn lực đã đạt tới mức cô đọng, chỉ một chút dư ba lực lượng cũng khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Chương 627, đại chiến kịch liệt, y chiến kịch liệt. Bạch Linh, nàng không sao chứ? Lúc này Bạch Linh đã thu nhỏ lại thân thể, nhanh chóng xuất hiện bên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn thấy vết máu nơi khóe miệng của nàng không khỏi lo lắng hỏi. Vết thương nhỏ mà thôi, cần một đoạn thời gian để chữa thương thực lực của ta hiện tại vẫn chưa thể chống lại vũ vương, hiện tại đã mất đi thực lực tái chiến. Phanh phanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chỉ trong nháy mắt, hai đạo quyền ấn va chạm với nhau, tức thì hỏa diễm cùng với hơi nước trong nháy mắt bắn ra bốn phía, sóng gợn trong không gian lúc này như, hóa thành thực chất mang theo kình khí cùng bạo khoách tán ra bốn phía. Sư sư, trong bầu trời, hai người không dừng lại một chút nào, thân thể nhanh như thiểm điện giao thủ với nhau. Tốc độ hai người đều như thuấn di, trong chớp mắt hai đạo thân ảnh biến mất tại chỗ lần xuất hiện tiếp theo đã cách đó vài trăm thước đang quấn vào nhau tốc độ như vậy ngay cả đám người vũ chấp sự lục vũ cũng không thể thấy rõ âm thanh đi đùng không ngừng vang lên trong không trung hai đạo thân ảnh lóe lên mỗi một lần va chạm cùng một chỗ đều tạo ra âm thanh nổ vang vô cùng lớn lục thiếu du cảm thấy khiếp sợ nhìn hai cường giả giao chiến thực lực của hai người tuyệt đối đã đạt tới trình độ kinh khủng so sánh với bọn họ hắn còn kém xa để chứng kiến hai người giao thủ Lục Thiếu Du nhanh chóng dùng tâm thần của mình tỏa ra, thực lực của Hắc Quỷ Thiên Vương quả thực không tồi, phỏng chừng trong lúc nhất thời Nam Thúc muốn chiến thắng hắn cũng không dễ. Lục Thiếu Du, chúng ta lại gặp mặt. Trong khi Lục Thiếu Du đang nhìn Nam Thúc và Hắc Quỷ Thiên Vương giao chiến, một thanh âm trầm thấp vang lên trong tai hắn, Lăng Thanh kia đã tới trước người Lục Thiếu Du. Lại gặp mặt. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn lại, trong lòng cũng có một chút đề phòng, nữ nhân này dường như không có một chút thiện ý nào với hắn thực lực của ngươi quả thực vượt qua dự tính của ta. Lại thêm một lần để cho ngươi chiếm tiện nghi, thế nhưng lúc này ngươi không gặp may mắn như vậy nữa đâu. Lăng Thanh nhìn Lục Thiếu Du, trong đôi mắt trong veo kia có một cỗ hàn ý nhanh chóng tản ra, cỗ hàn ý này khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi dùng mình. Ngươi còn muốn đánh sao? Chỉ sợ ngươi không chiếm được tiện nghi gì đâu. Lục Thiếu Du nhìn Lăng Thanh rồi nói, lần trước là ta sơ ý, bằng không ngươi cho rằng chỉ vào ngươi có thể đánh bại được ta sao? ánh mắt lục thiếu du trầm xuống trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng lần trước quả thực hắn chiếm được một ít tiện nghi mà cuối cùng hắn và nàng cũng chỉ có thể tính là lưỡng bại câu thương mà thôi nếu không phải cơ thể của hắn cường hãn thì hắn đã ngã xuống trước nàng rồi lần này ngươi không có cơ hội đó đâu lục thiếu du nhàn nhạt nói lúc này hắn đã là vũ tướng tam trọng đỉnh phong so với khi trước chỉ có thực lực vũ tướng nhất trọng đã mạnh hơn gấp mấy lần không phải không có thực lực liều mạng vậy thì thử một chút Lần này ta sẽ không cho ngươi một cơ hội nào." Lăng Thanh lạnh nhạt nói. "Nói thế nào đi nữa dù sao ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, sao lúc nào ngươi cũng muốn mạng của ta vậy?" Lục Thiếu Du thầm nói một tiếng, nữ nhân này quả thực không muốn buông tha cho hắn. "Hừ, đồ vô sỉ nhà ngươi, ta không thể không giết ngươi." Nhắc tới từ ân nhân cứu mạng này, Lăng Thanh dường như càng lạnh lùng thêm vài phần nói, "Mau đem nhẫn chữ vật trả lại cho ta, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái." Nhẫn chữ vật, Lục Thiếu Du chớp mắt, Lúc này hắn mới nhớ tới nhẫn chữ vật của Lăng Thanh còn đang ở trên người mình. Lúc còn ở trong cổ vực, hắn đã thử qua vài lần, thế nhưng bên trong lại có vài đạo cấm chế nên không thể mở ra được, sau khi tới Vân Dương Tông thì hắn liền quên đi chuyện này. "Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi." Lục Thiếu Du nói, ánh mắt nhìn Lăng Thanh trước mắt khẽ cười tà nói, "Kỳ thực vóc người ngươi không tồi, thế nhưng sát ý lại quá nặng." "Vô sỉ." Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Lăng Thanh đột nhiên nổi giận, thủ ấn trong nháy mắt biến hóa, một cỗ năng lượng kinh khủng nhanh chóng hội tụ. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, nữ nhân này không ngờ định động thủ thật. Ngươi rõ ràng là một nữ nhân mà suốt ngày giả trang nam nhân, còn giả bộ cái gì nữa, ngươi động thủ cho ta xem. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên. Vân Hồng Lăng phía sau Lục Thiếu Du lắc mình đi tới, trong tay xuất hiện một ngọc giản màu vàng hờ lạnh nói, ngươi hẳn cũng đã thấy được uy lực của thổ sát huyền lôi đúng không? Ngươi động thủ thử xem, ta sẽ cho ngươi thử uy lực của nó một chút nhìn thấy ngọc giản màu vàng trong tay vân hồng lăng sắc mặt lăng thanh đại biến nàng đã được chứng kiến uy lực của nó lập tức không có chút do dự nào thân ảnh nhanh chóng thối lui lục thiếu du lẽ nào ngươi chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân thôi sao sau khi thối lui ra cách đó vài trăm thước ánh mắt lăng thanh mang theo hàn ý nhìn vào lục thiếu du nói hừ thôi câu dẫn nam nhân của ta đi ngươi dám đi lên thử xem ta sẽ cho ngươi nếm thử uy lực của thổ sát huyền lôi Vân Hồng lăng quát lên một tiếng, nàng cũng biết Lăng Thanh là nữ giả trang nam, dáng người cũng vô cùng tuyệt mỹ, ánh mắt nàng lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, cả giận nói, tiểu tặc, vừa rồi chàng nói cái gì mà vóc dáng không tồi, có phải chàng với nàng ta có quan hệ gì đó không? Nghe Vân Hồng lăng nói vậy, sắc mặt Lăng Thanh lập tức đỏ ửng. Không có, tuyệt đối không có. Chán Lục Thiếu Du đổ mồ hôi lạnh, cô nàng này quả thực không biết phân biệt trường hợp nào mà ghen a, thảo nào độc cô cảnh văn lại phân phó nàng trông mình. Chàng nói thật chứ, vân hồng lăng còn lo lắng dường như không quá tin lời lục thiếu du nói quả thực không có mà mồ hôi lạnh của lục thiếu du đã chảy tới thái dương vậy thì được vân hồng lăng chu miệng nói nàng ném khối thổ sát huyền lôi trong tay cho lục thiếu du nói hai khối thổ sát huyền lôi của chàng dùng hết rồi khối này cho chàng nữ nhân thích giả dạng nam nhân kia sẽ không dám quấn lấy chàng nữa nàng cầm đi cầm để phòng thân lục thiếu du nói thực lực vân hồng lăng còn chưa đủ mạnh trên người vẫn cần một ít đòn sát thủ hơn hắn trên người thiếp còn một khối, mỗi người một khối là được." Vân Hồng Lăng đem khối thổ sát huyền lôi trong tay mình nhét vào tay Lục Thiếu Du, rồi nói. Lục Thiếu Du cũng chỉ, có thể cầm lấy khối thổ sát huyền lôi này, bằng không cô nàng này tức giận thì phiền to. Đáng tiếc trên người hắn vừa rồi vốn còn một khối, nhưng khối thổ sát huyền lôi này ngay cả một cọng lông tóc của Hắc Quỷ Thiên Vương cũng không động tới được, quả thực đáng tiếc. Hừ. Nhìn thấy Vân Hồng Lăng và Lục Thiếu Du như vậy, sắc mặt Lăng Thanh lại càng thêm lạnh lẽo ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hai người, thế nhưng cũng không dám làm gì. Nàng biết sự lợi hại của thổ sát huyền lôi, nàng cũng không thể chống lại được nó. Chương 628, Thiên Vũ Toái Không, 1. Toái Không. Một mà lúc này, Lục Thiếu Du cầm khối thổ sát huyền lôi, này cũng không có ý định đối phó với Lăng Thanh. Đầu tiên tốc độ của hắn không nhanh bằng Lăng Thanh, thứ hai thổ sát huyền lôi tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng chỉ có dưới trường hợp bất ngờ mới có hiệu quả lớn nhất, nếu như đối phương có ý đề phòng vậy thì hiệu quả sẽ thấp hơn dù sao phạm vi công kích của thổ sát huyền lôi cũng có hạn lại chỉ có thể công kích một lần vân hồng lăng trừng mắt nhìn lăng thanh vô cùng kiêu ngạo có thổ sát huyền lôi trong tay tuy rằng nàng biết thực lực lăng thanh cường hãn thế nhưng lúc này cũng không sợ ba người cứ như vậy rằng co khóe miệng lục thiếu du khẽ mỉm cười hiện tại hắn cũng lời đi gây phiền phức với lăng thanh này lục thiếu du lập tức đi tới bên người mẫu thân bây giờ chỉ có lục tiểu bạch bên người mẫu thân hắn lục thiếu du vẫn chưa yên tâm lắm mà lúc này ánh mắt mọi người chủ yếu nhìn vào Nam Thúc và Hắc Quỷ Thiên Vương giao thủ trong không trung. Lục Thiếu Du cũng không nhìn lăng thanh bao lâu, trận chiến của Nam Thúc trên bầu trời mới là thứ hắn quan tâm nhất. Thanh âm bạo liệt không ngừng vang lên trong bầu trời, thân ảnh hai người nhanh như thiểm điện, mỗi một lần giao thủ lực lượng cường hãn va chạm lại tạo ra thanh âm bạo liệt giống như sấm sét. Một màn này khiến cho vô số người trong trấn Thanh Vân đang đứng xem phía xa vô cùng kinh hãi, cường giả như vậy đại chiến Trấn Thanh Vân nho nhỏ này đã từng có ai được chứng kiến cơ chứ? Nhìn hai người đại chiến, Lục Thiếu Du không khỏi nhướng mày, trước đây Nam Thúc từng nói qua với hắn, Nam Thúc đã tu luyện âm dương linh vũ quyết cho nên bị phản phệ mà bị thương nặng, ảnh hưởng tới tu vi, thế nhưng hiện tại xem ra nếu cứ đại chiến như vậy, đối với Nam Thúc mà nói tuyệt đối sẽ bất lợi. Thiếu Du, thực lực của Nam Thúc có thể đánh bại được Hắc Quỷ Thiên Vương kia không? Lục Vô Song bên người Lục Thiếu Du khẽ hỏi. Ta cũng không biết. Lục Thiếu Du nói, hắn nghĩ trên người nam thúc còn có địa cấp hồn khí như cửu long xích viêm đỉnh uy lực tuyệt đối cường hãn hẳn là không tới mức bị thua lục thiếu du cũng rất muốn tới trợ giúp nam thúc thế nhưng thực lực của hắn hiện tại còn xa mới có thể tham dự vào đại chiến bực này cũng không có cách nào trợ giúp nam thúc coi như là xuất ra hết đòn sát thủ của mình trong mắt của hắc quỷ thiên vương có lẽ cũng giống như một khối thổ sát huyền lôi mà thôi ngay cả một cọng tóc của đối phương cũng không động tới được thực lực của cường giả vũ vương So với vũ tướng như mình quả thực có thể nói là voi với kiến, thực lực các hạ không tồi, tiếp tục." Hắc Quỷ Thiên Vương cười to nói, "Một vũ vương nho nhỏ không ngờ lại dám kiêu ngạo trước mặt ta." Thanh âm nhàn nhạt của Nam Thúc từ trên bầu trời truyền ra, linh lực bàng bạc lập tức bao phủ trước người khiến cho không gian gợn sóng, gợn sóng lúc này cuồn cuộn trong không trung giống như một cơn sóng lớn ngoài biển khơi. Trong khí thế cuồng bạo này, kình phong bắn ra tứ phía, mơ hồ có thêm hỏa diễm ngập tràn còn có một cỗ áp lực linh hồn, lực lượng kinh khủng như vậy khiến cho tim đám. Người lục thiếu du phía dưới không khỏi đập nhanh hơn. Đi! Một tiếng hét lớn từ trong miệng hắc quỷ thiên vương truyền ra, tiếng hét vừa dứt, trước người hắc quỷ thiên vương đột nhiên ngưng tụ ra một đầu thủy dao màu lam. Đầu thủy dao màu lam này giống như một đầu yêu thú còn sống, hơi nước quanh quẩn, ước chừng nghìn thước, bộc phát ra lam quang sắc bén, giống như rồng bay về phía chân trời. Ngao! Đầu thủy dao này rít lên một tiếng mang theo khí tức khiến tim người khác đập nhanh, rồi bắn về phía Nam Thúc. Rát! Một tiếng thú minh đột nhiên vang vọng không gian, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hỏa diễm cuồn cuộn trước người Nam Thúc đột nhiên ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng nóng bỏng phóng lên cao, hai cánh mở ra, hỏa diễm quanh quẩn, thân thể khổng lồ tới một ngàn thước, giống như vật còn sống rít lên một tiếng. Trong nháy mắt đầu phượng hoàng bằng hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa ảnh mờ nhạt giống như một hỏa cầu lớn mang theo năng lượng cuồng bạo phóng về phía trước, nơi nó đi qua, không gian đang gợn sóng trực tiếp biến thành màu đỏ. Một cỗ uy áp khủng khiếp nhanh chóng khuếch tán khiến cho mọi người không khỏi lạnh lẽo trong lòng, lập tức đầu Phượng Hoàng bằng hỏa diễm này, nhanh như thiểm điện bắn về phía đầu Thủy Giao Lam sắc kia. Thật mạnh mẽ, công kích của Hắc Quỷ Thiên Vương và Nam Thúc khiến cho Lục Thiếu Du không khỏi hít sâu một hơi, đây mới chính là cường giả. Công kích của hai người đã tới trình độ ngưng vật, đầu Thủy Giao Long từ năng lượng thủy hệ và đầu Phượng Hoàng từ năng lượng hỏa hệ kia đều giống như vật còn sống, mang theo thú uy khuếch tán loại thực lực này ngay cả cường giả vũ xuất cũng không dám lên tiếng cường giả vũ xuất hậu kỳ có thể ngưng vật thế nhưng công kích ngưng tụ ra và khí thế thì không thể nào so sánh với hai người bọn họ trong vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người hai đạo công kích mang theo lực lượng đáng sợ va chạm vào nhau áp lực khiến cho không gian đột nhiên tĩnh lặng phanh phanh ngay sau đó không gian rung động hai đầu yêu thú bằng năng lượng va chạm khiến cho không gian gợn sóng rung động cuối cùng toàn bộ không gian như run rẩy phanh phanh kinh khí khuếch tán, tiếng nổ vang đột nhiên bạo phát, âm thanh đủ để khiến cho màng tai người khác tê dại đột nhiên bạo phát phía chân trời. Một cỗ năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc trong nháy mắt lan ra trong phương viên mấy nghìn thước. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, đầu thủy giao và phượng hoàng kia lập tức nổ tung hóa thành quang mang tiêu tán trong không gian. Tiếng nổ vang như sấm rền vang vọng không trung, nước và hỏa diễm nóng bỏng xung khắc với nhau, không ngừng va chạm trên bầu trời khiến cho bầu trời tối sầm lại cuối cùng giống như một cơn sóng lớn khoách tán ra bốn phương tám hướng. Phanh phanh, lực lượng mạnh mẽ quét ngang không gian, khiến cho một đám kiến trúc phía dưới hóa thành cho tàn, không ít tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có lẽ không ít người đã bị tai bay vạ gió, đại chiến như vậy, bất luận một kẻ nào thực lực yếu một chút nằm trong tầm ảnh hưởng có thể mất mạng. Hừ, tiếp tục, kinh khí chưa tán, thân ảnh hai người giống như thiểm điện giao thủ với nhau, từng đạo công, kích khiến cho không gian run rẩy. Phanh phanh hơi nước và hỏa diễm trên bầu trời tiếp tục va chạm lực lượng nổ vang khí thế giống như tiếng sấm rền kinh khí kinh khủng ba động không gian thỉnh thoảng xuất hiện một khe nứt khiến cho tim người ta rung động trong kinh khí cùng bạo hai đạo thân thể trong nháy mắt văng ra nhanh chóng lùi lại phía sau vài trăm thước ánh mắt nhìn vào đối phương lúc này sắc mặt hai người đều trắng bệch trong bầu trời không gian nơi hai người đứng kinh khí cuồn cuộn ngay cả ánh sáng cũng mờ đi dường như ánh sáng trong không gian hai người đã bị ảnh hưởng Chương 629, Thiên Vũ toái không 2. Toái không, hai thực lực của các hạ quả thực không tồi, thế nhưng ta có cảm giác các hạ dường như có chút vô lực, không biết các hạ có thể kiên trì được bao lâu. Giữa không trung, Hắc Quỷ Thiên Vương nhìn Nam Thúc nói, "Hừ, đối phó với ngươi cũng đủ rồi." Vẻ mặt Nam Thúc không có chút thay đổi, ánh mắt khôi phục lại vẻ bình tĩnh như cũ. "Khắc khắc, vậy để ta xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Trong linh vũ giới ta thiếu nhất chính là linh giả như ngươi." nếu như đem ngươi mang về cũng là một đại công rồi hắc quỷ thiên vương cười nói nói xong dòng nước bằng chân khí quanh thân đột nhiên vận chuyển nhanh hơn vũ khí màu xanh từ trong cơ thể bạo phát ra vũ khí màu xanh này giống như sương mù đậm đặc thế nhưng lại không nhu hòa như sương mù trái ngược lại ba động giống như cơn sóng lớn bắn thẳng lên tận trời cao lúc này khí thế từ trong cơ thể hắc quỷ thiên vương bạo phát ra dường như so với vừa rồi còn mạnh hơn một chút cảm nhận khí thế từ trong cơ thể tuôn ra của hắc quỷ thiên vương sắc mặt nam thúc có một chút ngưng trọng, linh lực âm thầm vận chuyển, linh lực cường hãn nhanh chóng tuôn ra, khí thế tiếp tục tăng lên, cũng không yếu hơn so với hắc quỷ thiên vương kia. Hừ, hắc quỷ thiên vương hừ lạnh một tiếng, trường ấn trong tay biến hóa, năng lượng thủy hệ chu quanh bắt đầu hội tụ, âm thanh ô ô vang lên. Năng lượng thổ hệ khắp không gian lúc này, đột nhiên hội tụ lại thành một đám mây đen ngập trời khiến cho không gian tối lại, mơ hồ xuất hiện tiếng sấm. Uy áp cường hãn này khiến cho mọi người phía dưới đại biến, trong đám mây đen ngập trời này, tỏa ra uy áp mạnh mẽ khiến cho trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Cơ mặt nam thúc co quắp một chút, thủ ấn âm thầm biến hóa. Trong bầu trời, năng lượng thủy hệ hội tụ càng ngày càng nhiều, toàn bộ không gian to lớn như vậy, chỉ sợ không gian trong vòng 3 bốn thước lúc này đều bị áp lực, bởi cỗ năng lượng thủy hệ cường hãn này. Năng lượng hệ thủy nồng đậm hội tụ mang theo một đám mây đen ngập trời kéo đến. Trong đám mây đen này, dường như có tiếng sấm rền càng khiến cho tim người ta đập nhanh hơn, ha ha, để ta nhìn xem, ngươi làm thế nào chống lại được nữa. Một thanh âm vang lên phía chân trời, thanh âm của hắc quỷ thiên vương vừa dứt thì thủ ấn lập tức được đẩy đi, phương viên mấy nghìn thước trong không gian tức thì run lên, mặt đất cũng run rẩy, giống như là long trời lở đất vậy. Trong nháy mắt này, dưới vô số ánh mắt kinh hãi, chỉ thấy trong đám mây đen mang theo tiếng sấm rền, trong bầu trời đột nhiên có một cỗ năng lượng vô hình nhanh chóng tràn ra, khiến cho không gian chấn động, áp lực tỏa ra chu quanh. Trong đám mây đen đó lúc này, trong nháy mắt có một đám lam quang rậm rạp xuyên thủng không gian từ trong đám mây đen bắn ra đây là từng đạo kiếm thể bằng năng lượng thủy hệ sắc bén không có chuôi kiếm vô cùng chẳng chịt từ trong tiếng sấm rền bên trong đám mây đen tạo ra mỗi một đạo đều có lực lượng xuyên thủng không gian chỉ trong nháy mắt vô số đạo kiếm thể bằng năng lượng giống như bạo phát bằng vào khí thế phô thiên cái địa trong nháy mắt bắn ra chỉ trong chớp mắt năng lượng lam sắc đột nhiên khuếch tán cuối cùng bao phủ toàn bộ thiên địa thiên vũ toái không kiếm Hắc Quỷ Thiên Vương quát lên một tiếng chói tai, cuối cùng đem thủ ấn đánh ra. Những kiếm thể phô thiên cái địa bằng năng lượng này nhanh chóng đánh về phía nam thúc. Mây đen ngập trời, toàn bộ không gian lúc này, ánh sáng dường như đã bị thôn phệ chỉ còn lại một mảnh tối tăm. Chỉ có những đạo lam quang trong đám mây đen kia hiện lên, hơn nữa lại thêm kiếm thể bằng năng lượng lam sắc kia, thì lúc này mới có thể mơ hồ nhìn rõ mọi vật trong không gian. Đây là vũ kỹ gì? Không ngờ lại cường hãn như vậy, công kích kinh khủng như vậy khiến cho mọi người kinh hãi đám người đứng phía xa quan sát cũng hét lên tiếng thất thanh trong lòng lạnh lẽo thật mạnh mẽ có lẽ là vũ kỹ huyền cấp cao dai lúc này lục thiếu du cũng hít sâu một hơi thực lực như vậy khiến cho hắn không khỏi lo lắng cho nam thúc nếu như là thời kỳ toàn thịnh lục thiếu du đương nhiên sẽ không lo lắng cho nam thúc như vậy thế nhưng lục thiếu du biết nam thúc mạnh mẽ tu luyện âm dương linh vũ quyết thực lực tiến không bằng lùi cho dù thực lực lúc toàn thịnh trước đây của nam thúc lục thiếu du cũng không biết ai ngay khi tiếng quát chói tai của hắc quỷ thiên vương vang lên nam thúc khẽ thở dài một tiếng đồng thời thủ ấn nhanh chóng đánh ra trong mi tâm đột nhiên có một đạo quang mang bắn ra lúc này trong đạo quang mang có một cỗ năng lượng vô cùng đang sợ trong nháy mắt xuất hiện ngao ngao ngay khi mọi người cảm nhận được sự đáng sợ của năng lượng này là lúc từng tiếng kỳ dị giống như long ngâm vang lên trong bầu trời thanh âm này cực kỳ vang vọng rơi vào tai mỗi người đều khiến cho linh hồn mọi người đau đớn từng thanh âm giống như long ngâm ẩn chứa kinh khí kinh khủng khiến cho tất cả mọi người kinh hãi, giống như sâu, trong linh hồn bọn họ có ai đã gõ một cái vậy cửu long xích viêm đỉnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, lục thiếu du biết, hồn khí địa cấp cửu long xích viêm, đỉnh của nam thúc suốt cuộc đã được nam thúc thi triển ra. Trước không trung, theo chín đạo long ngâm vang lên, khí tức nóng bỏng trước người nam thúc lập tức khoách tán, một đại đỉnh chín chân lập tức xuất hiện. Theo sự biến hóa thủ ấn của nam thúc, đại đỉnh chín chân này trong nháy mắt mở rộng, bằng vào tốc độ chấn động nhân tâm đột nhiên bành trướng tới hơn một nghìn thước trên mặt đại đỉnh nó những con vật xoay quanh ở giữa còn có những bí văn chẳng chịt trên bí văn có năng lượng ba động một cỗ hỏa diễm như thức chất không ngừng di chuyển khí tức nóng bỏng từ đại đỉnh khoách tán trên đại đỉnh chín chân này chín con rồng trông rất sống động uy áp tỏa ra không gian đồng thời nhanh chóng ngưng tụ một cỗ lực lượng linh hồn đáng sợ cỗ năng lượng linh hồn khổng lồ này khiến cho mọi người run rẩy ngay cả vũ chấp sự lục vũ lục trung lục bắc cũng giống như vậy ánh mắt đám người này đều vô cùng kinh hãi hồn khí chỉ sợ đã tới địa cấp vũ chấp sự kinh ngạc nói hồn khí tới địa cấp trong tộc hắn cũng chỉ có rất ít người mới có không nghĩ tới trên người này không ngờ lại có vật kinh khủng như vậy địa vị người này tuyệt đối cực lớn sư sư tất cả chuyện này chỉ trong chớp mắt mà thôi đám kiếm thể bằng năng lượng trong đám mây đen trong bầu trời lúc này nhanh chóng đánh xuống lực lượng xuyên thủng không gian không gian trước mũi kiếm gợn sóng đám kiếm ảnh không dừng lại một chút nào, nhanh chóng đánh về phía Nam Thúc, cỗ năng lượng kinh khủng này ba động trực tiếp khiến cho không gian chung quanh nhộn nhạo. Ngao! Trong cự đỉnh, chín tiếng long ngâm vang vọng không gian. Trong đại đỉnh đột nhiên có sáu đạo hỏa trụ phóng lên cao. Chín đạo hỏa trụ này giống như chín đầu hỏa long, ở trong không trung hội tụ thành một hỏa cầu nóng bỏng chừng nghìn thước, tức thì soi sáng không gian chung quanh, hỏa cầu giống như mặt trời trói trang chiếu sáng không gian. Chương 630, uy lực của linh khí, C của linh khí. Trên hỏa cầu khổng lồ mà kinh khủng này, hỏa diễm kinh khủng kia tràn ngập, đại đỉnh xoay tròn mang theo tiếng long ngâm, hỏa cầu khổng lồ trên bầu trời cũng lập tức xoay tròn. Tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo khí tức nóng bỏng khuếch tán. Sưu sưu sưu, kiếm ảnh bằng năng lượng lam sắc phô thiên cái địa kia nhanh chóng bạo phát về phía hỏa cầu, năng lượng bằng bạc tuôn ra, kiếm ảnh lam sắc khắp bầu trời giống như thủy triều bao phủ hỏa cầu. Sưu sưu, vô số kiếm ảnh lam sắc tới gần hỏa cầu lập tức bị hóa thành năng lượng thế nhưng lúc này càng ngày càng có nhiều kiếm ảnh bằng năng lượng lam sắc xuyên thủng không gian mà tới xích viêm đương không phá cho ta nam thúc hét lớn một tiếng một đạo thủ ấn hóa thành lưu quang đánh vào đại đỉnh ngao một tiếng long ngâm vang vọng không gian lập tức trong bầu trời khí tức hỏa cầu đột nhiên tăng vọt tiếng rít gào không ngừng vang lên năng lượng cuồng bạo bàng bạc vô cùng đáng sợ đánh tan không gian mơ hồ có thể thấy được không gian chung quanh hỏa cầu lúc này trực tiếp xuất hiện khe nứt không gian. Hỏa cầu trong nháy mắt đánh về phía đám mây đen trong bầu trời. Giờ phút này, vô hình trung tâm tình của mọi người đều vô cùng bất an. Ai cũng biết, sau chiêu này, chỉ sợ sẽ có người thua. Hỏa cầu khổng lồ phá hủy một đám kiếm ảnh bằng năng lượng bắn về phía chân trời, cuối cùng hỏa diễm giống như một viên đá, ầm ầm đánh vào trong đám mây đen kia. Ngay khi hỏa cầu đánh vào đám mây đen kia, tiếng sấm y ủng lập tức yên lặng, đồng thời kiếm ảnh lam sắc kia lập tức biến mất sự yên tĩnh ngắn ngủi này khiến cho ngay cả tiếng tim đập cũng nghe rõ ràng thế nhưng sự tĩnh lặng này lại khiến cho trong lòng mọi người kinh hãi rốt cuộc tiếng nổ kinh thiên vang lên trong không tủng phanh phanh tiếng nổ vang vọng trong không trung một cỗ năng lượng kinh khủng tới cực hạn như một cơn lốc trong nháy mắt bắt đầu từ trên trời khoách tán xuống trong bầu trời hỏa diễm sau khi đánh vào đám mây đen kia lúc này đột nhiên khoách tán ra tràn ngập phương viên mấy nghìn thước chu en quanh dưới hỏa diễm bao phủ đám mây đen kia không chống đỡ được bao lâu trong nháy mắt hóa thành năng lượng tiêu tán trong không trung dưới cơn lốc bằng năng lượng kinh khủng này tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi ánh mắt hiện lên sự kinh hãi khiếp sợ khủng hoảng phanh 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 tiếng năng lượng bạo tạc kịch liệt vang lên kinh khí màu đỏ nóng bỏng lan tràn ra toàn bộ không gian lập tức rung động kinh khí của hỏa diễm lúc này như một cơn sóng lớn khuếch tán ra bốn phía khục khục trong không gian lúc này sắc mặt hắc quỷ thiên vương vô cùng kinh hãi một cỗ hỏa lãng nhanh chóng ập tới ngực hắn giống như bị một cây búa tạ đập vào một cái miệng phun ra một ngụ máu thân ảnh trong nháy mắt bị đánh bay ngao trong đại đỉnh chín chân lúc này lại vang lên một tiếng long ngâm bằng vào mắt thường có thể thấy được đại đỉnh chín chân trên bầu trời lập tức xoay tròn đồng thời hỏa lãng kinh khủng đang khuếch tán ra bốn phía lúc này giống như bị dẫn dắt hỏa lãng trong không gian mấy nghìn thước lúc này đều hội tụ vào trong đại đỉnh chín chân rồi lập tức biến mất không thấy toàn bộ không gian khôi phục lại vẻ sáng sủa đám mây đen phía chân trời lúc này cũng chậm rãi tiêu tán thế nhưng trong bầu trời lúc này sóng gợn trong không gian lại mang theo nhiệt độ nóng bỏng khiến cho toàn bộ không gian tràn ngập ánh đỏ giống như đây là một không gian màu đỏ vậy lúc này đám người bốn phía đều trợn mắt líu lưỡi mọi người không khỏi hít sâu một hơi không ít người trực tiếp ưa ra mồ hôi lạnh đây mới là lực lượng của cường giả mỗi một cái giơ tay nhắc chân đều mang theo năng lượng thiên địa dưới lực lượng này coi như là vũ xuất cũng không chịu nổi một kích. Mà vũ tướng và vũ phách, thực lực thấp hơn cũng chỉ có thể cảm giác được mình nhỏ bé tới mức nào. Phía dưới, mọi người đã sớm bố trí một tầng quang cháo phòng ngự, lúc này quang cháo tán đi, cả đám vô cùng kinh hãi, ánh mắt nhìn vào bầu trời lúc này không khỏi líu lưỡi. Ông! Lúc này, đại đỉnh chín chân khổng lồ kia, trong nháy mắt chợt lóe thu lại thành quang mang nho nhỏ từ bên ngoài tiến vào, trong mi tâm nam thúc rồi biến mất không thấy không ngờ lại là hồn khí, không ngờ ngươi lại có hồn khí địa cấp. Phía xa, sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương tái nhợt, khóe miệng vẫn còn vết máu, uy lực công kích đối phương vừa mới thi triển ra vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Lúc này chỉ có bản thân hắn biết, trong công kích vừa rồi, công kích của hỏa diễm chỉ là bề ngoài mà thôi, mà công kích chân chính chính là công kích bằng linh hồn. Đây mới là công kích khiến cho hắn bị thương nặng như vậy. Hồn khí cường hãn như vậy chắc chắn đã tới địa cấp. Hiện tại để ta xem ngươi có thể chống lại một kích tiếp theo của ta hay không." Tinh quang trong mắt Nam Thúc hiện lên, thủ ấn tiếp tục biến hóa, linh lực quanh người bắt đầu tràn ra. "Thiếu chủ, đi mau." Thanh âm của Hắc Quỷ Thiên Vương trong nháy mắt vang vọng, tiếp theo đó, thân ảnh của hắn thuấn di tới bên người Lăng Thanh, thân ảnh hai người như quỷ mị nhanh chóng biến mất. Tốc độ như vậy, trong đám người này chỉ có 5 người có thể nhìn thấy. Trong bầu trời, ánh mắt Nam Thúc hiện lên hàn ý nhìn về phía Hắc Quỷ Thiên Vương bỏ chạy. Nam Thúc Lục Thiếu Du nhướng mày, trong lòng đột nhiên có một cảm giác không tốt. Khục, khóe miệng Nam Thúc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lúc này đột nhiên trắng bệch. Nam Thúc, người không sao chứ? Mau ăn đan dược vào đi. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du thi triển phong chi dược đi tới bên người Nam Thúc, trong tay đã cầm hai khỏa đan dược lục phẩm hậu giai, đây chính là đan dược chữa thương, cũng là hai khỏa đan dược lục phẩm tốt nhất trên người Lục Thiếu Du hiện tại. Đã thành như vậy ngươi còn hỏi ta có làm sao không à? Nam Thúc tức giận trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, cũng không khách khí nhận lấy hai quả đan dược lục phẩm cao giai trong tay Lục Thiếu Du, rồi nhét vào miệng. "Nam Thúc, người nhanh điều tức một chút đi." Lục Thiếu Du lo lắng nói, Nam Thúc không truy sát Hắc Quỷ Thiên Vương, Lục Thiếu Du cũng đã cảm giác Nam Thúc có chút không thích hợp. "Đều do tiểu tử ngươi gây ra, phòng trường lần này không thể khôi phục lại được nữa." Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du, "Đáng tiếc, nếu là khi trước, một Vũ Vương ngũ trọng, nho nhỏ ta chỉ cần nhấc tay là có thể tiêu diệt." không ngờ lúc này lại rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương. Nam Thúc, đám người linh vũ giới này người biết sao? Lục Thiếu Du hỏi. Hừ, linh vũ giới. Hàn ý trong mắt Nam Thúc Đại Thịnh, nói, ta đi mật thất chữa thương mấy ngày, ba ngày sau ngươi tới mật thất tìm ta. Nói xong, thân ảnh Nam Thúc như thuấn di biến mất không thấy. Lục Thiếu Du nhíu mày, quay đầu nhìn xuống phía dưới. Phía dưới lúc này đã là một mảnh hỗn độn, lục da to như vậy lúc này có hơn phân nửa đã hóa thành phế tích. Mặt đất trước của Lục gia lúc này đã nứt nẻ giống như một dòng suối nhỏ chứng minh cho trận đại chiến kịch liệt vừa rồi. Chương 631, Vô Tự Thiên Thư, 1. Thiên thư, một vũ chấp sự, chúng ta cũng coi như có chút giao tình, ngươi đi đi. Trong bầu trời, Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn vũ chấp sự rồi nói, không nghĩ tới Lục gia lại có cường giả như vậy, chúng ta tính sai rồi. Vũ chấp sự cười khổ nói, tiểu thư quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Lục thiếu gia quả nhiên không đơn giản lần này lão hù bị lục thiếu ra tính kế là phải thế nhưng lần sau ta nghĩ chúng ta sẽ trở lại bảo vật kia của lục gia vô cùng quan trọng lần tiếp theo gặp mặt nói không chừng chúng ta sẽ xuất thủ với lục gia người muốn lấy bảo vật là chuyện của ngươi đừng chọc tới ta là được bằng không ta cũng không khách khí lục thiếu du mỉm cười nói chúng ta đi thôi vũ chấp sự nói với lục bắc bên cạnh mị nhi lục bắc nói với lục mị lập tức lục mị đi tới bên người lục bắc đa tạ công ơn dưỡng dục của nghĩa phụ nhìn Lục Vũ, Lục Bắc kéo cánh tay Lục Mi quỳ xuống mặt đất, dập đầu ba cái với Lục Vũ. Hai tử này, Lục Vũ khẽ thở dài, dường như vô cùng bất đắc dĩ. Gia Gia, trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Mỹ lúc này có chút ướt át. Mị Nhi, Gia Gia luôn coi con là tôn tử của mình, mặc kệ sau này con ở nơi nào, con đều là tôn tử của Gia Gia. Trên khuôn mặt Lục Vũ hiện lên nụ cười. Mị Nhi, chúng ta đi thôi. Lục Bắc nói. Thiếu du ca, vô song tỷ, muội đi đây lục mị tới trước mặt lục thiếu du và lục vô xong rồi nói lục thiếu gia sau này còn gặp lại nể mặt tiểu thư ta phải nhắc nhở ngươi một câu bảo vật của lục gia chúng ta phải lấy nếu như hôm nay không lấy được trong tộc sẽ phái cường giả tiếp tục tới đây nói xong vũ chấp sự cùng với cha con lục bắc lục mị lập tức rời đi nhìn ba người biến mất lục thiếu du không khỏi thở ra một hơi lại nhìn về phía mẫu thân ánh mắt nhìn mẫu thân vẫn còn khiếp sợ nói mẫu thân không có việc gì nữa rồi la lan thị phục hồi tinh thần lại vẻ mặt kinh ngạc mãi không tiêu tán trận đại chiến trước mặt nàng là một người bình thường không cần nói cũng biết nàng khiếp sợ ra sao lão đại tiểu long thu nhỏ thân thể rồi tới trên vai lục thiếu du thiên sĩ tuyết sư cùng đám yêu thú lúc này cũng thu nhỏ thân thể lại đại môn lục gia đã sập lúc này đám đệ tử lục gia cảm thấy bên ngoài đã bình thường trở lại cả đám sắc mặt kinh hãi đi ra đại chiến vừa rồi trong bầu trời bọn họ đều có thể thấy được cho nên vô cùng chấn động thu thập một chút đi lục vũ nhìn chung quanh vẻ mặt biến hóa một chút, lục gia đã bị hủy phân nửa, may mà tộc nhân thương vong cũng không nhiều. La Lan, Trung Nhi, Thiếu Du, các con đi theo ta một chuyến. Lục Vũ nhìn về phía La Lan, Lục Thiếu Du rồi lập tức thân ảnh chậm rãi đi vào trong đình viện Lục gia. Vẻ mặt Lục Thiếu Du do dự một chút rồi đỡ mẫu thân theo sau. Sâu trong đình viện Lục gia, trong từ đường Lục gia, nơi này là lần thứ hai Lục Thiếu Du tới đây, tất cả không có gì thay đổi. Giữa từ đường có một loạt linh vị, trên mặt viết tên lịch đại tổ tiên lục gia. Trong từ đường cũng có không ít bồ đoàn. La Lan, mấy năm nay ủy khuất cho mẫu tử các con rồi, ta đại biểu cho lục gia xin lỗi hai con. Trong từ đường, lục vũ nhìn vào bài vị lịch đại tổ tiên lục gia rồi nói với La Lan. Cha, người đừng làm vậy. La Lan lập tức nói, mấy năm nay ta cũng biết các con sống ra sao, thế nhưng vì lục gia cho nên cũng đành để các con chịu khổ. Lục vũ khẽ thở dài, ánh mắt rơi vào trên người lục thiếu du rồi nói, Thiếu Du, có phải con còn hận Lục gia đúng không? Cũng không tính là còn. Lục Thiếu Du khẽ thở dài trong lòng, dù sao hắn cũng là người ngoài cuộc. Tức giận trong lòng đơn giản chỉ là thay mẫu thân và Lục Thiếu Du đã chết xả ra mà thôi. Hiện tại thù đã báo được hơn phân nửa, Lục gia cũng gặp nghiêm phạt, rốt cuộc cũng vãn đi không ít. Ta biết trong lòng con có hận ý, Lục gia xin lỗi con, thế nhưng con cũng không thể trách cha con, hắn cũng vì bất đắc dĩ. Con muốn hận thì hận lão nhân sắp chết như ta đi. Khục khục. Lục Vũ nói xong, miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch lúc này đen lại. Đồng thời khí tức trên người nhanh chóng giảm xuống. Cha, lẽ nào người thi triển bí pháp kia? Sắc mặt Lục Trung tức thì đại biến đi tới trước người Lục Vũ. Nếu không thi triển bí pháp kia thì làm sao ta có thực lực vũ xuất lục trọng được? Lục Vũ khẽ thở dài nói, đáng tiếc thi triển bí pháp kia cũng không làm nên trò chống gì, may mà có thiếu du bảo vệ lục gia ta. Cha, người thi triển bí pháp kia để thăng mấy trọng thực lực? Lục Trung nhanh chóng hỏi bốn trọng, ta vốn chỉ là vũ xuất nhị trọng mà thôi, để thăng tới vũ xuất lục trọng đã là cực hạn." Lục Vũ khẽ thở dài nói. "Cha, để thăng bốn trọng người sẽ chết đó, vì sao người lại làm như vậy?" Lục Trung Tức thì quát lên, đôi mắt đã bắt đầu đỏ ửng. "Bí pháp." Lúc này Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc, hóa ra Lục Vũ chỉ có tu vi vũ xuất nhị trọng, không ngờ bằng vào bí pháp lại trực tiếp để thăng lên bốn trọng, thực lực càng cao thì thực lực tăng cường lại gấp mấy lần. Từ vũ xuất nhị trọng tới vũ xuất lục trọng, loại thực lực này tăng cường mấy chục lần. Không thể không thi triển, dù sao ta cũng đã có tuổi, vì Lục gia, ta đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy." Lục Vũ nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du khẽ nói, "Thiếu Du, tất cả mọi người đều nói Lục gia có bảo vật, con có tin không? Không có lửa thì làm sao có khói?" Lục Thiếu Du thầm nói. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt Lục Vũ có chút ngoài ý muốn nói, "Không sai, Lục gia ta quả thực có một kiện bảo vật, chính xác là một bảo vật kinh thiên." lục gia ta vì kiện bảo vật này đã trằn trọc trên vạn năm đến trấn thanh vân này cũng đã được hơn nghìn năm rồi bảo vật kinh thiên sao lục thiếu du nhíu mày hỏi trung nhi chuyện còn lại con nói với thiếu du đi lục vũ ho khan một chút rồi nói với lục trung lục trung nhìn lục vũ vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nghe lục vũ nói vậy hắn lập tức nói với lục thiếu du thiếu du tổ tiên lục gia ta lai lịch có chút phức tạp khi trước cũng là một vị cường giả vũ vương tổ tiên của lục gia Lục Thiếu Du khi trước ở trong từ đường đã nghe Lục Trung nói qua cho nên, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Khi trước tổ tiên Lục Gia là cường giả vũ vương, thế nhưng vạn năm sau Lục Gia chỉ có hai vũ xuất cũng đã không tồi rồi, bất luận một gia tộc nào cũng không có khả năng vạn năm bất diệt. Lục Trung tiếp tục nói, Thiếu Du, con có biết thực lực của Linh Đế, Vũ? Đế không? Đồn rằng Linh Đế có thể phá toái hư không? Trường sinh bất tử. Lục Thiếu Du nói, lời đồn này tiểu hài tử ba tuổi trên đại lục Linh Vũ cũng đã nghe nói qua, Chương 632, Vô Tự Thiên Thư 2. Thiên thư hai sai. Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du nói, Vũ Đế, Linh Đế có thể xuyên qua không gian, thế nhưng cũng không thể nghiền nát không gian Trường Sinh Bất Tử. Vậy thì thế nào mới có thể nghiền nát không gian Trường Sinh Bất Tử? Lẽ nào trên Vũ Đế, Linh Đế còn có cấp bậc cao hơn? Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, đối với điều này Lục Thiếu Du vô cùng có hứng thú. Dù sao cũng đã qua nhiều năm, có thể tổ tiên Lục gia chúng ta biết, thế nhưng ta không biết lục trung khẽ thở dài ánh mắt nhìn về phía lục thiếu du nói theo lịch đại tộc trưởng lục gia chúng ta chuyển lại khi trước vị tổ tiên kia của lục gia ta kỳ thực là một vị gia nô của vũ đế cửu trọng vạn năm trước vị vũ đế kia bị cường giả vây công cuối cùng vị vũ đế kia để hai vị gia nô vũ vương bỏ chạy mà một trong hai vị gia nô của vũ đế kia một người chính là tổ tiên lục gia ta mà người khác từ chuyện hôm nay xem ra có lẽ là tổ tiên của triệu gia vũ đế cửu trọng bị người ta vây công sao lục thiếu du kinh ngạc nói trên đời này không có mấy người đột phá tới vũ đế, vũ đế cửu trọng nha, một vũ vương không ngờ chỉ là gia nô. Lục thiếu du nhíu mày rồi nói, vị cường giả vũ đế kia bị vây công, sao lại để cho hai vị gia nô vũ vương chạy? Theo lục gia ta biết, khi trước không hề thiếu cường giả vây công vị vũ đế, cửu trọng kia chính là vì một kiện bảo vật, mà cuối cùng vị vũ đế... Cửu trọng kia giao bảo vật cho tổ tiên lục gia ta và triệu gia. Để tránh truy sát tổ tiên lục gia ta và tổ tiên triệu gia phân tán mà chạy, mà kiện bảo vật này cũng nằm trong tay tổ tiên lục gia ta sự tình chính là như vậy lục trung nói kiện bảo vật kia rốt cuộc là vật như thế nào lục thiếu du hỏi vạn năm trước cường giả vây công vũ đế cửu trọng không cần nói cũng biết tuyệt đối là cường giả vũ đế những người khác cũng không có gan đi vây công cường giả vũ đế mà có thể tranh đoạt bảo vật trong tay cường giả vũ đế đều là người bất phàm là một quyển sách có tên là vô tự thiên thư lục trung nhìn lục thiếu du nói Đầu tiên kể lại, Vô Tự Thiên Thư có 9 bản, sau khi thu thập được 9 bản Vô Tự Thiên Thư là có thể tìm ra được bí mật phá toái hư không, trường sinh bất tử. Vô Tự Thiên Thư, Lục Thiếu Du lầm bẩm nói, thu thập 9 bản Vô Tự Thiên Thư là có thể tìm được bí mật phá toái hư không, trường sinh bất tử. Nếu như vị cường giả Vũ Đế kia cũng vô pháp tìm ra bí mật trường sinh bất tử phá toái hư không, thì Vô Tự Thiên Thư này đương nhiên chính là thứ mà các Vũ Đế coi trọng nhất. Mỗi một tộc trưởng của Lục gia ta trách nhiệm lớn nhất chính là bảo vệ Vô Tự Thiên thư này, để không làm người khác chú ý lục gia chúng ta vẫn luôn khiêm tốn, ẩn giấu. Thế nhưng không nghĩ tới lại bị người khác phát hiện ra. Lục Trung than thở, khục khục. Lục Vũ lại ho khan một tiếng nói, "Thiếu Du, cha con thân là tộc trưởng Lục gia, vì Vô Tự Thiên thư cho nên mẫu tử hai con mới chịu nhiều ủy khuất như vậy. Trước khi cha con tới Vân Dương Tông đã có tình cảm với mẫu thân con, mẫu thân con cũng đã có con trong bụng. Thế nhưng sau khi tới Vân Dương Tông lại bị Triệu gia tính kế, cuối cùng cha con cưới triệu tuệ, cũng rời khỏi Vân Dương. Tông trở về lục gia. Khi đó ta đã đoán triệu tuệ chính là người của vị gia nô còn lại của vũ đế, cùng với tổ tiên lục gia chúng ta chạy trốn. Vì không muốn cho triệu gia hoài nghi lục gia ta có liên quan tới vô tự thiên thư, cho nên mới để cha con cưới triệu tuệ, muốn dẹp loạn hoài nghi của triệu gia, cuối cùng thành ra lại khiến mẫu tử hai con chịu khổ. Ta thân là tộc trưởng lục gia, phải suy nghĩ cho vô tự thiên thư cho nên khiến cho mẫu tử hai người phải chịu khổ. Lục Trung nhìn La Lan và Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập sự áy náy và bất đắc dĩ. "Trung ca, muội biết trong lòng chàng có nỗi khổ, muội không trách chàng, chàng cũng không cần tự trách mình nữa." La Lan thị dùng ánh mắt yêu thương nhìn Lục Trung. Lục Thiếu Du không nói gì, báo thù cũng đã tạm đủ, Lục Trung đối đãi với mẫu tử Lục Thiếu Du khi trước khiến cho hắn tức giận, thế nhưng từ câu chuyện ngày hôm nay, quả thực là có nguyên nhân. Chuyện này hắn cũng không nên tính toán nữa, có lẽ Lục Thiếu Du trước đây biết được chuyện này cũng sẽ không tính toán với lục trung nữa. Trung nhi, đem thứ đó giao cho thiếu du đi, chúng ta đã không giữ được nó nữa rồi. Phỏng chừng không cần bao lâu nữa sẽ lại có cường giả tới lục ra, tin tức này sớm muộn sẽ truyền ra. Lục vũ nói với lục trung, thiếu du, sau này vô tự thiên thư giao cho con, nếu như sau đó con có thể thu thập được chính bản vô tự thiên thư, không chừng sẽ tìm được bí mật trường sinh bất tử, phá toái hư không. Lục Trung nói với Lục Thiếu Du xong, lập tức nói với La Lan, lan muội túi chữ vật trước đây ta tặng cho muội đâu trung ca muội vẫn giữ nó bên người chàng không nói ta đưa cho thiếu du nên ta cũng chưa lấy ra là lan móc từ trong ngực ra một chiếc túi chữ vật chiếc túi chữ vật này giống như túi thơm bình thường nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện ra đây là một cái túi chữ vật lục thiếu du lúc này cũng có chút kinh ngạc chiếc túi thơm này hắn đã thấy trên người mẫu thân rất nhiều lần rồi quả thực không ngờ tới chiếc túi thơm này lại là túi chữ vật thiếu du chiếc túi chữ vật này ta vẫn luôn để cho mẹ con giữ lấy bên trong có vài thứ ta hy vọng nếu như mẹ con hai con rời khỏi lục gia có thể không phải lo cơm áo gạo tiền thế nhưng mẫu thân con vẫn chịu khổ không rời khỏi lục gia trong túi chữ vật này cũng có vô tự thiên thư kia để bảo vệ vô tự thiên tư ta cũng đem nó đặt bên người mẫu thân con lúc trước ta bảo mẫu thân con và con rời đi chính là hy vọng mẫu tử hai người không bị cuốn vào trong đó cũng là vì bảo vệ vô tự thiên thư Lục Trung lấy túi chữ vật trong tay La Lan đưa cho Lục Thiếu Du rồi nói, mở túi chữ vật ra đi. Nghe vậy, Lục Thiếu Du lập tức đem tâm thần nhập vào, thế nhưng hắn lập tức nghi hoặc, tâm thần của hắn căn bản không thể tiến vào túi chữ vật này. Túi chữ vật này có chút đặc biệt, chỉ cần nhỏ máu người Lục ra ta là có thể mở được, nếu như không phải người Lục ra, lại mạnh mẽ mở ra nó sẽ trực tiếp nổ, khi trước tổ tiên Lục ra chúng ta đã lưu lại nó. Thanh âm của Lục Trung vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nghe vậy vô cùng kinh ngạc, Lập tức nhỏ một giọt máu vào trên bề mặt túi chữ vật này. Lúc này trên mặt túi chữ vật đột, nhiên có ba động rất nhỏ hiện lên, lục thiếu du lại đem tâm thần tràn vào. Chương 633, Vũ ký lục ra. Ký lục ra, không gian bên trong túi chữ vật có trên vạn kim tệ, còn có một ít đồ trang sức xa xỉ. Xem ra khi trước phụ thân này của hắn đã an bài, hơn vạn kim tệ cùng đống đồ trang sức này, quả thực đủ cho một gia đình bình thường sinh sống hết đời. Đây là... Trong túi chữ vật, một ngọc giản bình thường nhanh chóng xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du, lập tức Lục Thiếu Du móc ra khối ngọc giản này. Ánh mắt nhìn vào, ngọc giản này lớn bằng bàn tay, giống như hình vuông, bề mặt sáng bóng, dày chừng 2 ly. Trên ngọc giản này không có một chút khí tức ba động nào, bình thường tới mức không thể bình thường hơn được nữa. Đây là vô tự thiên thư sao? Lục Thiếu Du thậm chí còn có chút hoài nghi. Bảo vật như vô tự thiên thư này sao lại bình thường tới mức không thể bình thường hơn? Như vậy, con thử xem có thể phá hủy được vô tự thiên thư này hay không dường như cảm thấy sự nghi hoặc của lục thiếu du lục trung nói lục thiếu du do dự một chút lập tức lấy sức đánh vào khối ngọc giản trong tay ban đầu chỉ dùng sức một chút cuối cùng vận dụng chân khí sau đó lục thiếu du đem chân khí toàn thân tụ tập vào trong tay quang mang trên tay chợt lóe lên thế nhưng cũng không thể phá hủy được khối ngọc giản nhìn qua vô cùng bình thường này ngọc giản bình thường này không có một chút biến hóa nào lục thiếu du kinh ngạc ngọc giản này quả thực không giống bình thường cho dù hắn đã cố sức vận dụng tới chân khí không ngờ lại không phá hủy được ngọc giản con thử đưa một tia chân khí vào trong vô tự thiên thư thử xem lục trung lại nói lục thiếu du lập tức đưa chân khí vào trong vô tự thiên thư khi chân khí tiến vào trong ngọc giản bề mặt vô tự thiên thư trong nháy mắt giống như gấp khúc xuất hiện một đám bí văn chi chít trong đám văn tự này lục thiếu du mơ hồ chỉ nhìn ra một từ linh mà thôi cỗ khí tức dị thường này chỉ chợt lóe lên rồi biết mất không còn tung tích. Quả thực bất phàm. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Chất liệu của vô tự thiên thư này hắn cũng không biết, xem ra lai lịch của bảo vật này rất lớn. Đồn rằng nhất định phải thu thập đủ 9 bản vô tự thiên thư mới, có thể biết được bí mật phá toái hư không trường sinh bất tử. Thế nhưng nơi hạ lạc của 8 bản còn lại, lục gia cũng không biết được. Lục Trung nhìn Lục Thiếu Du nói, sau này, vô tự thiên thư sẽ giao cho con. Giao cho con, Lục Thiếu Du sửng sốt, hắn không nghĩ tới lục gia lại hào phóng giao vô tự thiên thư cho hắn như vậy, quả thực khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, sau này vô tự thiên thư sẽ giao cho con. Lục vũ nói với lục thiếu du, khuôn mặt lúc này đã sám lại, dường như còn có một chút đen. Thế nhưng con với chức vị tộc trưởng này cũng không có chút hứng thú nào. Lục thiếu du nói, lục thiếu du cũng không muốn gánh vác trách nhiệm chiếu cố lục gia. Đối với lục gia hắn không có một chút cảm tình nào, nếu có cảm tình thì chỉ xét trên người mẫu thân hắn mà thôi vẻ mặt hai người lục vũ lục trung không biết đổi dường như đã đoán trước được lục vũ nói thiếu du con không làm tộc trưởng lục gia cũng không sao thế nhưng trên người con tốt xấu gì cũng có huyết mạch lục gia chỉ cần sau ngay giúp đỡ lục gia một chút là được rồi ta không muốn lục gia suy tàn lục thiếu du không nói gì giúp đỡ lục gia thế nhưng bây giờ hắn còn cần người khác giúp đỡ lúc này hắn cũng không có cái thực lực kia khục khục lục vũ lại tiếp tục phun ra một ngụ máu cha lão gia lục trung la lan thị vẻ mặt đại biến nhanh chóng đi tới bên người lục vũ lúc này hai mắt lục vũ mở đi thanh âm mang theo chút khẩn cầu nói với lục thiếu du thiếu du ta sắp không cố được nữa rồi ta biết lục gia có lỗi với mẫu tử hai con thế nhưng con cho ta một chút mặt mũi sau này nếu như có thực lực thì giúp đỡ lục gia một chút đừng để lục gia suy tàn là được rồi như vậy ta có xuống suối vàng cũng có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông lục gia nhìn ánh mắt cầu khẩn của lục gia trong lòng lục thiếu du có chút xúc động Tuy rằng linh hồn hắn không phải người lục gợi, thế nhưng trong người cũng chảy dòng máu của lục gia, điểm này hắn không thể phủ nhận. Nếu như có năng lực thì con sẽ làm. Lục thiếu du nói, có những lời này của con ta cũng an tâm. Ta cũng nhìn ra được tương lai của con nhất định sẽ bất phàm, lục gia sau này phải dựa vào con rồi. Thiếu du, mau gọi ra ra đi. La Lan thị vội nói với lục thiếu du. Ra ra. Lục thiếu du gọi một tiếng, oán hận lúc này đã biến mất dù sao trên người hắn cũng chảy huyết mạch lục gia kêu một câu cũng không sai lục gia có thể đem bảo vật như vô tự thiên thư giao cho hắn đã đủ chứng minh những gì trước đây lục gia làm với mẫu tử hắn chỉ là bất đắc dĩ ha ha tốt coi như ta đã có tôn tử tốt lục vũ cười nói ta thi triển một loại bí pháp tuy rằng có thể để thăng bốn trọng thực lực thế nhưng bí pháp này cũng thiêu đốt sinh mệnh của ta hơn nữa một kích của hắc quỷ thiên vương kia ta cũng không thể chống được trước khi chết có thể được con gọi một tiếng ra ra ta chết cũng không tiếc cha người không thể chết lục gia con cần người ta thủ hộ vô tự thiên thư cả đời để con trở thành tộc trưởng lục gia cũng chính là hại con hôm nay giao vô tự thiên thư cho thiếu du ta cũng đã hết trách nhiệm con người mà làm sao lại không chết được chứ ai rồi cũng có một ngày chết đi lục vũ nói xong lập tức quay về phía lục thiếu du nói thiếu du con qua đây lục thiếu du tiến lên nghi hoặc đứng trước người lục vũ nhìn lục thiếu du lục vũ nói lục gia ta tuy rằng không phải đại phái cũng không phải đại gia tộc thế nhưng tổ tiên lục gia cũng để lại hai bộ vũ kỹ bất phàm một bộ là chân vũ quyết bộ khác là long ảnh tý đều là vũ kỹ do cường giả vũ đế tổ tiên lục gia chúng ta phụng dưỡng sáng chế ra trong đó chân vũ quyết chính là vũ kỹ địa cấp sơ giai long ảnh tý là địa cấp trung giai hai bộ vũ kỹ này vô cùng huyền ảo vũ giả thuộc tính nào cũng có thể tu luyện Dừng lại một chút, Lục Vũ tiếp tục nói, ta tu luyện chân vũ quyết, rút ra được một loại bí pháp có thể để thăng thực lực của chính mình, thế nhưng hơn 10 năm nay cũng chỉ tu luyện được một chút thành tựu, vừa rồi lại mạnh mẽ để thăng bốn trọng thực lực phản phệ quá lớn, hậu quả mạnh tới mức ta không chịu được. Chân vũ quyết này tuy rằng lợi hại, thế nhưng lại vô cùng hà khắc, sau khi thi triển đối, với bản thân sẽ có tổn hại, thôi thì để ta mang theo ta xuống suối vàng, truyền cho con cũng là hại con. Về phần long ảnh tí, ta vẫn không thể tu luyện, độ khó tu luyện vô cùng lớn, không những thế, điều kiện tu luyện cũng cực kỳ hà khắc, không phải người bình thường có thể tu luyện được. Chương 634, cả tộc di chuyển 1. Tộc di chuyển. Một vũ kỹ như vậy, bởi vì lục gia chúng ta cũng không có cường giả phục chế vào ngọc giản, cũng sợ tiết lộ vũ kỹ, cho nên chân vũ quyết và long ảnh tí, cho tới nay đều đời đời truyền lại từ các tộc trưởng trước khi chết đi, trực tiếp truyền thụ. Nói xong, thủ ấn trong tay lục vũ khẽ kết, Lập tức từ trong mi tâm có một đạo quang mang trong nháy mắt bắn vào, trong mi tâm Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không ngăn cản, đây không phải công kích bằng linh hồn mà là một cỗ tin tức bằng linh hồn, đạo quang mang trong nháy mắt hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ trong đầu hắn. Một lúc lâu sau quang mang mới tiêu tán, mà lúc này Lục Vũ đã lảo đảo lui về phía sau mấy bước, uể oải nói: "Thiếu Du, long ảnh tí này truyền cho con, chờ sau khi con đủ thực lực thì hãy tu luyện nó, nếu như tương lai có thể tu luyện thành công, có lẽ nó sẽ giúp được con khá lớn khục khục quang mang trong mi tâm lục vũ được thu lại lại phun ra một ngụ máu đồng thời thân thể ngã xuống bồ đoàn cha lão gia lục trung la lan thị lập tức kinh hô mà lúc này sinh cơ trên người lục vũ đã mất hết ra ra con sẽ đánh chết hắc quỷ thiên vương báo thù cho người hàn ý trong mắt lục thiếu du đột nhiên hiện lên giờ phút này lục thiếu du đã triệt để tha thứ cho lục gia tha thứ tất cả một lát sau, tin tức lục lão gia chủ bỏ mình đã lan ra, toàn bộ người lục gia đều biết, lục gia vừa gặp đả kích lớn, lúc này lão gia chủ lại ngã xuống khiến cho cả lục gia chìm đắm trong đau thương. Đại chiến ở lục gia từ Trấn Thanh Vân nhanh chóng truyền đi, nhất thời mọi người đều không ngừng nghị luận, từ sự xuất hiện của yêu thú ngũ giai tới cường giả vũ xuất, cuối cùng chính là cường giả vũ vương xuất thủ, cảnh tượng chấn động kia khiến cho mọi người không thể quên. Tin tức lục gia có bảo vật bắt đầu được người trên Trấn Thanh Vân lập tức truyền đi, cường giả đại chiến cũng chính là vì tranh đoạt bảo vật mà tới. Thế nhưng rốt cuộc lục gia có bảo vật gì thì không ai biết. Buổi chiều, đại chiến ở Trấn Thanh Vân cũng khiến cho mấy trưởng lão ngoại môn Vân Dương Tông ở phụ cận chạy tới, thế nhưng lại bị Vân Hồng Lăng đuổi đi. Tang sự của Lục Vũ cũng không làm to, bây giờ cũng không phải thời gian thích hợp, mà Lục gia lúc này cũng có một đống chuyện cần phải xử lý. Một hồi đại chiến, Lục gia trên thực tế cũng không có bao nhiêu người xuất thủ, thế nhưng cũng không ít người bị dư ba của đại chiến mà thương vong, may mà con số thương vong cũng không quá lớn, tóm lại, trên thực tế lục gia cũng không tổn thất bao nhiêu, ngược lại triệu gia thương vong thảm trọng, chỉ sợ đại bộ phận tinh nhuệ trong gia tộc đã bị chết ở Trấn Thanh Vân. Điều này quả thực trước khi xuất phát có lẽ triệu gia không ngờ tới. Đêm tới, lúc này lục thiếu du mới về tới đình viện của mình, Bạch Linh đã sớm đi tới ngọn núi phía sau lục gia điều tức, lục thiếu du cũng để đám nghịch lân yêu bằng hộ pháp cho Bạch Linh, chỉ có tiểu long và thiên sĩ tuyết sư ở lại bên người hắn. Tiểu tặc, người chết không thể sống lại, Chàng đừng quá thương tâm. Trong phòng, Vân Hồng Lăng nói. Ừm. Lục thiếu du đáp, lục vũ dù sao cũng là gia gia của hắn, mặc. Kệ là vì lý do gì lại giao vô tự thiên thư và long ảnh tí cho hắn. Thế nhưng đây cũng là một phần tình nghĩa, cho nên hắc quỷ thiên vương kia hắn nhất định phải đánh chết. Mà muốn giết hắc quỷ thiên vương, lục thiếu du biết bằng vào thực lực hiện tại của hắn còn sao mới đủ. Vũ vương ngũ trọng, hiện tại hắn mới chỉ là một vũ tướng nho nhỏ, còn sao mới là đối thủ của hắn đối phương chỉ cần tiện tay đánh một trường là có thể đánh hắn thành đống thịt vụn nghĩ tới vô tự thiên thư của lục gia trong lòng lục thiếu du không khỏi thở dài vô tự thiên thư này tuy rằng là bảo vật thế nhưng bằng vào thực lực hiện tại của hắn chỉ sợ khó có thể bảo vệ được bản thân chứ đừng nói tới những cái khác nếu như bên ngoài có người đồn vô tự thiên thư rơi vào trong tay hắn vậy thì những ngày sau đó hắn cũng chỉ có thể trốn chui trốn lùi mà thôi mà một bản vô tự thiên thư cũng không có một chút tác dụng gì phải thu thập đủ chín bản vô tự thiên thư thì mới tìm ra bí mật trường sinh bất tử phá toái hư không, điều này đối với Lục Thiếu Du mà nói, tuyệt đối là mê hoặc vô cùng lớn, mê hoặc như vậy, muốn hắn bỏ qua vô tự thiên thư trong tay tuyệt đối không có khả năng. Lục Thiếu Du phỏng đoán, nếu như hắn muốn tìm được 8 bản vô tự thiên thư khác, chỉ sợ còn khó hơn so với lên trời, đầu tiên 8 bản vô tự thiên thư khác hắn cũng không biết đang tọa lạc ở đâu, coi như là biết, chỉ sợ người sở hữu loại bảo vật như vô tự thiên thư này không phải là người dễ chọc. Suy nghĩ một lát, Lục Thiếu Du cũng không nghĩ tới chuyện vô tự thiên thư nữa. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn, nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì, tất cả phải dựa vào thực lực của mình. Nếu như không có thực lực, chỉ sợ bản vô tự thiên thư trong tay hắn hiện giờ cũng khó mà giữ được, chứ đừng nói tới tìm được tám bản vô tự thiên thư khác. Tiểu tặc, rốt cuộc lục gia chàng có bảo vật gì sao lại đưa tới nhiều cường giả như vậy? Vân Hồng Lăng hỏi, ta cũng không biết, tu luyện thôi. Lục Thiếu Du nói, chuyện này không phải hắn không tin được Vân Hồng Lăng, thế nhưng chuyện liên quan tới vô tự thiên thư càng ít người biết càng tốt. Vân Hồng Lăng cũng không nhiều lời, lập tức khoanh chân bắt đầu tu luyện. Long ảnh tí, khoanh chân ngồi xuống, trong đầu lục thiếu du hiện lên phương pháp tu luyện long ảnh tí kia, một cỗ tin tức khổng lồ lập tức xuất hiện trong đầu lục thiếu du. Ban ngày vội vã cho nên lục thiếu du chưa tỉ mỉ nghiên cứu long ảnh tí này. Vũ khí địa cấp trung giai khiến cho lục thiếu du vô cùng hưng phấn, không nghĩ tới lục gia lại có vũ kỹ như vậy. Vũ khí đạt tới địa cấp trung giai, chỉ sợ cho dù là ở Vân Dương Tông cũng là Trấn Sơn chi bảo nha. Đối với vũ khí địa cấp trung giai, Lục Thiếu Du đương nhiên biết giá trị của nó. Nếu như đem ra bên ngoài, chỉ sợ là Vũ Vương, thậm chí là Vũ Tôn cũng sẽ điên cuồng tới tranh đoạt. Vũ khí địa cấp trung giai, loại vũ khí này tuyệt đối được coi là trọng bảo. Về phần uy lực của vũ khí địa cấp, Lục Thiếu Du cũng không khó suy đoán. Uy lực của vũ khí huyền cấp sơ giai đã rất kinh khủng mà tam thiên lưu vân thủ hắn tu luyện hay là liệt không cửu kích đều là vũ kỹ huyền cấp trung giai tới hiện tại cũng chưa tu luyện thành công vũ kỹ địa cấp trung giai này chỉ sợ hắn cũng không tu luyện được một lát sau lục thiếu du mới mở mắt ra trong mắt hiện lên sự khiếp sợ long ảnh tí này quả thực vô cùng bất phàm từ trên phương pháp tu luyện long ảnh tý lục thiếu du biết dược long ảnh tý là một bộ vũ kỹ rất đặc thù bất luận vũ giả thuộc tính nào cũng có thể tu luyện có chút tương đồng với thanh linh khải giáp Chương 635, cả tộc di chuyển. 2. Tộc di chuyển. Hai Bởi vì thanh linh khải giáp cũng vậy, bất cứ vũ giả thuộc tính gì cũng có thể tu luyện. Mà khiến cho lục thiếu du kinh ngạc chính là long ảnh tí này quá mức quỷ dị, điều kiện tu luyện vô cùng kinh khủng. Muốn tu luyện long ảnh tí, này đầu tiên phải dùng máu huyết của yêu thú long tộc thất giai làm vật dẫn, chỉ riêng điều này cũng khiến cho vô số người trùn bước. Yêu thú long tộc thất giai, muốn giết long tộc thất giai quả thực không thể nghi ngờ chính là đi tìm chết yêu thú long tộc đạt tới thất giai há là kẻ dễ chọc đối với vương giả trong yêu thú lục thiếu du đều có lý giải riêng trong yêu thú có một ít chủng tộc bất phàm trong đó có một ít chủng tộc thậm chí so với cử vĩ yêu hồ còn bất phàm hơn mà yêu thú long tộc chính là một trong số đó muốn giết một đầu yêu thú long tộc thất giai cho dù là yêu thú thất giai sơ kỳ so với giết một vũ vương tứ trọng còn khó hơn nhiều mà đây mới chỉ là điều kiện tu luyện thứ nhất cũng đã khiến cho Lục Thiếu Du không biết phải làm sao rồi. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười khổ. Bản thân hắn ngay cả vũ khí huyền cấp trung giai cũng chưa tu luyện thành công, vũ khí địa cấp trung giai này tốt hơn không nên suy nghĩ tới, tới một lúc nào đó thích hợp rồi tu luyện sau vậy. Một lát sau, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du ngưng tụ, lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang. Hôm sau, trong đại sảnh Lục gia, Lục Thiếu Du cũng bị thông báo tới đại sảnh lúc này lục đông lục trung lục tây hoàng thị lục vô song đều ở bên trong còn có mấy vị trưởng lão lục gia chư vị tình huống lục gia hiện tại mọi người cũng biết không biết mọi người có cách gì không nói ra chúng ta cùng bàn bạc lục trung nhìn mọi người rồi nói lần này lục gia tổn thất thảm trọng lão tộc trưởng cũng trong đám trưởng lão lục gia có người mở miệng nói tất cả mọi người nén bi thương chỉ cần lục gia ta tiếp tục tồn tại lão tộc trưởng dưới suối vàng cũng sẽ được an ủi lục trung nói trong lòng hắn cũng vô cùng đau đớn gia chủ triệu gia kia cùng với linh vũ giới lại thêm không ít cường giả tới lục gia chúng ta lẽ nào lục gia chúng ta thực sự có bảo vật sao một trưởng lão lục gia hỏi bọn họ tuy rằng là trưởng lão lục gia thế nhưng cũng chưa nghe thấy tin tức lục gia có bảo vật gì tất cả chỉ là tin vịt mà thôi lục gia ta truyền thừa vạn năm nay chưa từng nghe có chuyện có bảo vật không biết tại sao bên ngoài lại có người tung tin lục gia chúng ta có bảo vật lục trung nói chuyện vô tự thiên thư từ trước tới nay chỉ có các đời tộc trưởng lục gia biết hiện tại cũng chỉ có thêm lục thiếu du biết chúng trưởng lão lục gia coi như là lục đông lục tây cũng không hề biết tới chuyện này tam đệ ta lo đám cường già này có khả năng sẽ quay lại cho nên chúng ta phải sớm ăn bài cho thỏa đáng bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ lục đông nhướng mày nói với mọi người đệ cũng không biết nên làm thế nào cho phải lục trung nói ánh mắt chuyển về phía lục thiếu du hỏi thiếu du con có kiến nghị gì không ánh mắt mọi người lập tức tập trung về phía Lục Thiếu Du, trong lòng mọi người lúc này, lời nói của Lục Thiếu Du tuyệt đối có phân lượng cực lớn. Sau khi y biết thực lực bên người Lục Thiếu Du kinh khủng ra sao, ánh mắt những trưởng lão Lục gia nhìn Lục Thiếu Du, lúc này đã nâng lên một tầm cao mới. Lục Thiếu Du nhíu mày, do dự một chút rồi nói, nếu như muốn bảo toàn Lục gia, Lục gia phải rời khỏi Trấn Thanh Vân, chí ít 10 năm, hoặc là 20 năm. Đám người kia, nói không chừng không bao lâu nữa sẽ quay trở lại đến lúc đó lục gia sẽ không may mắn như ngày hôm nay nữa rời khỏi trấn thanh vân tất cả mọi người biến sắc thiếu du đây không phải là việc nhỏ lục đông lúc này nhìn lục thiếu du nói rời khỏi trấn thanh vân chính là toàn tộc di chuyển chuyện như thế này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ hơn nữa việc di chuyển lục gia ta dường như cũng không có chỗ nào đi lục gia ta có không ít người già cả phụ nữ trẻ em thì làm sao bây giờ lục tây hỏi chúng ta đi đâu bây giờ Trấn Thanh Vân chính là gốc rễ của lục gia chúng ta a, à, không ít trưởng lão nghi hoặc hỏi. Thế nhưng nếu như ở lại Trấn Thanh Vân, đến lúc đó cường giả tới lục gia tìm kiếm bảo vật lại không có kết quả, thì có lẽ toàn bộ lục gia sẽ bị phá hủy, thảm sát. Ta nói chính là rời đi 10 năm hoặc 20 năm. Đến lúc đó sự tình đã bình ổn trở lại, có thể tiếp tục trở về Trấn Thanh Vân. Về phần đi tới đâu thì vô cùng đơn giản. Mỗi người đều có bà con thân thích, bạn tốt đúng không? Mọi người đi tìm nơi nương tựa là được. Chờ sau khi mọi chuyện bình ổn trở lại thì mới trở về trấn Thanh Vân." Lục Thiếu Du nói. "Thiếu Du, biện pháp này của con tuy rằng là được, thế nhưng tộc nhân phân tán, có phải sẽ càng thêm nguy hiểm không?" Cường giả tới Lục gia tìm kiếm bảo vật không có kết quả, cũng chỉ có thể tìm kiếm tộc nhân Lục gia ta mà thôi." Lục Trung lo lắng nhìn Lục Thiếu Du nói. "Đám cường giả tới Lục gia tìm kiếm bảo vật, cho dù tìm không được, nhìn thấy Lục gia lúc này trống không, bọn hắn không ngốc tới mức tìm tộc nhân Lục gia." mà bỏ qua cho tộc trưởng lục gia đâu lục thiếu du nói đám người có mặt nghe vậy lúc này cũng hiểu được đến lúc đó cường giả tới lục gia nhìn thấy lục gia trống không người thứ nhất bọn họ tìm sẽ là tộc trưởng lục gia cũng không phải là tộc nhân lục gia thiếu du thế triệu gia kia thì làm sao bây giờ triệu gia lúc này đã ăn quả đắng lớn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ với lục gia ta lục đông nói triệu gia đã tổn thương nguyên khí nặng tinh nhuệ trong tộc đã mất hơn phân nữa Triệu vô cực cũng bị thương nặng, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ sợ hiện tại hắn đang lo lắng ta đi tìm Triệu gia bọn chúng gây phiền phức, vì vậy trong thời gian ngắn Triệu gia sẽ không dám làm gì với Lục gia. Lục Thiếu Du nói. Mọi người nghe Lục Thiếu Du nói vậy cảm thấy vô cùng có đạo lý, mọi người bắt đầu thương lượng. Dưới sự thương nghị của mọi người, những tộc nhân Lục gia đều tự phân tán rời khỏi Lục gia, 15 năm sau trở lại trấn Thanh Vân. Trong lòng mọi người lúc này vô cùng rõ ràng, sau việc ngày hôm nay sẽ có không ít thế lực khác tới đây. Linh Vũ giới kia, còn có gia tộc thần bí sau lưng Lục Bắc cũng sẽ trở lại. Cho nên sau khi đám người Lục gia thương nghị xong lập tức xuất phát trong cùng ngày. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi thở dài, nếu như muốn bảo toàn Lục gia, tận lực giảm thiểu khả năng Lục gia gặp nạn thì mọi người phân tán rời khỏi Lục gia là tốt nhất. Những cường giả mơ ước tới bảo vật của Lục gia thì quả thực hắn không sợ, bởi vì lời đồn trong Lục gia cũng có cường giả, sợ rằng bọn chúng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Chương 636, dự định tương lai định tương lai thế nhưng linh vũ giới và triệu gia kia chỉ sợ sẽ trả thù lục gia người lục gia phân tán cũng sẽ giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất người lục gia sau khi phân tán lục thiếu du phỏng đoán đám người mơ ước tới bảo vật lục gia đặc biệt là triệu gia linh vũ giới còn có độc cô gia sẽ tới tìm phụ thân lục chung của hắn và hắn dù sao đi nữa hiện tại hắn cũng đã có tầng quan hệ này rất có thể những thế lực này sẽ suy đoán bảo vật đã rơi vào trong tay hắn Đến lúc đó hắn sẽ trở thành mục tiêu tìm kiếm của những cường giả này. Khi đám trưởng lão Lục gia tán đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Lục Trung, Lục Tây, Lục Đông, còn có Lục Vô Song, Hoàng thị, Trần thị và Lục Thiếu Du. Tứ đệ, đệ có tính toán gì không? Tam ca, đệ định tạm thời đến ở nhà ngoại công của Thiếu Hùng, khoảng cách cũng khá xa so với trấn Thanh Vân. Gần đây Thiếu Hùng cũng luôn ở trong nhà ngoại công nó, chờ 15 năm sau chúng ta sẽ trở về, hy vọng tới lúc đó chuyện này sẽ qua đi. Lục Tây nói. Cũng tốt. Lục Trung lập tức nói với Lục Đông, đại ca, đại tẩu, mọi người có tính toán gì không? Có địa phương nào để đi không? Chúng ta định về nhà mẫu thân ta ở 15 năm, dù sao cũng đã lâu rồi chúng ta chưa về, cho nên vừa vạn nhân cơ hội này về luôn. Hoàng thị nói với Lục Trung. Vô song, con có muốn trở về cùng mẫu thân hay không? Hoàng thị hỏi Lục vô song. Mẫu thân, con đồng ý với sư phụ rồi, con phải về Vân Dương Tông tu luyện một thời gian nữa, cho nên con đi Vân Dương Tông lục vô song nói thiếu du vậy con làm sao bây giờ con có tính toán gì không lục đông nói với lục thiếu du đại bá tới lúc đó con sẽ tính tiếp sẽ có địa điểm để đặt chân lục thiếu du nói trong lòng lục thiếu du lúc này đã quyết định trở lại cổ vực có lẽ không cần bao lâu nữa sẽ có không ít cường giả tới tìm hắn hắn cũng chỉ có thể trở về cổ vực mà thôi thứ nhất tránh né đám người mơ ước tới bảo vật của lục gia mặt khác hắn nên trở về phi linh môn một phen hai năm trôi qua rồi hắn đã chiếm được vạn niên xích đồng và phủ quang lược ảnh hơn nữa lại âm thầm kết minh với vân dương tông cho nên cũng nên trở về phát triển phi linh môn một phen thế nhưng lúc này có một việc lục thiếu du không bỏ xuống được vốn hắn muốn mang mẫu thân đi vào cổ vực thế nhưng hiện giờ xuất hiện chuyện này mẫu thân đi theo bên người hắn sẽ chỉ có nguy hiểm mà thôi thế nhưng mẫu thân dường như cũng không có nơi nào để đi điều này khiến cho lục thiếu du vô cùng phân vân tuy rằng lục thiếu du rất muốn để mẫu thân đi theo bên người mình mình chiếu cố mẫu thân cũng tiện hơn một chút nhưng hiện tại cũng không thể làm như vậy được tam đệ còn đệ lục đông lập tức hỏi lục trung đệ lục trung do dự một chút rồi nói tới lúc đó nhìn một chút rồi nói cha không bằng người đi cùng mẫu thân tới vân dương tông đi lục thiếu du ngẩng đầu nói mọi người nhìn về phía lục thiếu du dường như mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy lục thiếu du gọi một tiếng cha lúc này ánh mắt lục trung nhìn về phía lục thiếu du sáng ngời rõ ràng đã có chút kích động con định đưa mẫu thân con tới Vân Dương Tông sao?" Lục Trung hỏi Lục Thiếu Du. "Mẫu thân đi tới Vân Dương Tông con mới có thể yên tâm, nếu như cha có thể đi cùng mẫu thân tới đó vậy thì tốt." Lục Thiếu Du nói. Đưa mẫu thân tới Vân Dương Tông, dường như Lục Thiếu Du đã do dự thật lâu rồi mới quyết định. Tình huống hiện tại của hắn, để mẫu thân đi tới Vân Dương Tông là tốt nhất. Vân Dương Tông mặc dù có Triệu Vô Cực, nhưng vây cánh của Triệu Vô Cực hắn cũng đã trừ kha khá rồi lại nói triệu vô cực cũng không dám làm cái gì trong vân dương tông hơn nữa có hồng lăng và sư phụ ở đó độ an toàn của mẫu thân không thành vấn đề về phần đưa mẫu thân đi vân dương tông có một câu nói của hồng lăng lại thêm quan hệ giữa hắn và vân dương tông tuyệt đối không thành phần đề nếu như phụ thân lục chung của hắn có thể đi tới đó vậy thì càng tốt mẫu thân con đi vân dương tông là tốt nhất thế nhưng hiện tại con rất nguy hiểm chỉ sợ không bao lâu nữa phụ tử chúng ta sẽ trở thành mục tiêu tìm kiếm của vô số người chẳng lẽ con cũng tới vân dương tông sao lục trung nhìn lục thiếu du rồi hỏi nghe thấy lục thiếu du gọi một tiếng cha trong lòng hắn lúc này vẫn chưa hết kích động con sẽ đi nơi khác nếu có kẻ có ý xấu với con chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy lục thiếu du nói hắn đi cổ vực tin rằng muốn tìm được hắn rất khó hơn nữa trong phi linh môn có lão độc vật và quỷ tiên tử hơn nữa bạch linh lại ở bên người hắn cũng có chút thế lực trừ phi là vũ vương tới tìm người bình thường tới hắn cũng không sợ được rồi, thiếu du, nam thúc rốt cuộc là người phương nào? Lẽ nào nam thúc từ nhỏ đã dạy dỗ con tu luyện sao? Lục Tây hỏi. Nghe tiếng nam thúc này đám người lục gia lập tức ngẩng đầu nhìn về phía lục thiếu du. Nam thúc khiến cho bọn họ vô cùng chấn động, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ. Một lão bộc ở trong lục gia hơn 30 năm lại là cường giả như vậy. Cũng có thể coi là như vậy. Lục thiếu du nói. Thiếu du, lần này lục gia chúng ta phải cảm ơn nam thúc một chút, hay là con dẫn chúng ta đi thăm nam thúc rồi tạ ơn thúc ấy một phen lục trung nói cha cái này thì không cần nam thúc không thích ồn ào chuyện này con sẽ thay mọi người tạ ơn nam thúc lục thiếu du nói trong lòng hắn cũng biết nam thúc cũng không cần lục gia tạ ơn mọi người lập tức hỏi thăm một ít chuyện tình của nam thúc lục thiếu du cũng không nhiều lời không phải là lục thiếu du có ý định giấu giếm mà thực ra lai lịch của nam thúc hắn cũng không biết là bao sau khi thương nghị một phen mọi người lập tức trở về chuẩn bị, rời khỏi Trấn Thanh Vân 10 năm, mọi người cũng không muốn một chút nào. Lúc Lục Thiếu Du trở lại đình viện của mình, thì lập tức nói với Vân Hồng Lăng dẫn mẫu thân lên Vân Dương Tông, Vân Hồng Lăng đương nhiên không có ý kiến gì. Trong lòng ngược lại vui vẻ không ngớt, từ nhỏ không có mẫu thân bên người, tuy rằng ở với La Lan Thị không lâu, thế nhưng cũng vẫn cảm giác được một phần tình thương của mẹ, đương nhiên nàng sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng sau khi nghe nói Lục Thiếu Du không trở lại Vân Dương Tông, điều này cũng khiến cho Vân Hồng Lăng buồn bực. Nàng truy hỏi xem Lục Thiếu Du muốn đi đâu, muốn nàng không đi theo cũng được thế, nhưng nàng phải biết hắn đi đâu. Cuối cùng Lục Thiếu Du phí không ít nước bọt, đồng thời bảo đảm mình sẽ đi tới Vân Dương Tông thăm nàng, lúc này mới khiến cho cô gái nhỏ này đồng ý về Vân Dương Tông trước. Sau đó Lục Thiếu Du lập tức đi tìm mẫu thân của mình, nói mẫu thân đi tới Vân Dương Tông. La Lan thị cũng lo lắng cho Lục Thiếu Du, lại bảo đảm với mẫu thân rằng mình không có việc gì, thì mẫu thân hắn mới đồng ý đi tới Vân Dương Tông. Chương 637 Yêu cầu của Nam Thúc một, U của Nam Thúc, một buổi chiều, trong Lục Gia, đám người hậu đã bắt đầu phân phát tiền công 3 năm cho mọi người. Mà tộc nhân Lục Gia lúc này đã sắp xong quần áo, vật dụng nhưng cũng không muốn rời đi. Cả đám lưu luyến không nỡ, nhưng cũng không có cách nào. Mấy trăm người Lục Gia phân tán rời đi, tránh không được việc ẩm ý, mà Lục Đông, Lục Tây lúc này lại càng thêm bận rộn. Lục Gia còn có không ít sinh ý và cửa hàng, cho nên không thể an bài thỏa đáng trong vòng một ngày được. Toàn bộ tộc nhân phân tán di chuyển, đối với Lục gia mà nói có ảnh hưởng không ít, thế nhưng vì an nguy của Lục gia, cũng không có biện pháp nào khác. Ban đêm, dưới bầu trời yên lặng, trong một đình viện của Lục gia, dưới mặt đất trong đại sảnh có một thanh niên ngây ngốc đang ngồi đó, vẻ mặt dại ra, đầu tóc rối bời, không ngừng vẽ vẽ trên mặt đất, đó chính là Lục Thiếu Hồ đã biến thành ngu ngốc. Ai? Trong đại sảnh, Lục Trung khẽ thở dài, "Con lưu cho hắn một mạng đã là giới hạn của con rồi." thân ảnh lục thiếu du xuất hiện trong đại sảnh ánh mắt đảo qua trên người lục thiếu hổ một chút trong mắt không có một chút thương hại nào thế nhưng trung quy nó vẫn là đệ đệ con lục trung nói hắn muốn giết con không phải chỉ một hai lần mà là rất nhiều lần lục thiếu du nói ta biết con không sai người sai là ta không giáo dục được nó cho tốt lục trung nói sao con lại tới đây con tới hỏi người người có định đi vân dương tông không lục thiếu du nói nếu như người có thể đi mẫu thân cũng sẽ rất vui vẻ ta thiếu mẫu thân con nhiều lắm cho nên nửa cuộc đời còn lại của ta sẽ dành cho mẫu thân con đi vân dương tông cũng tốt dù sao trong vân dương tông ta cũng còn một ít người quen lục trung nói vậy là tốt rồi lục thiếu du mỉm cười rốt cuộc mẫu thân sau này cũng không còn gì để tiếc nuối nữa thiếu du con thành thật nói cho ta biết có phải là con có dự định gì không ánh mắt lục trung vừa chuyển hỏi lục thiếu du cũng có thể coi là như vậy con có chuyện cần làm Lục Thiếu Du nói. Nói chung, tất cả mọi chuyện con phải cẩn thận, hiện giờ ta cũng không giúp được con cái gì, đối với con ta cũng chỉ có ái náy, thiếu con quá nhiều. Lục Trung nói. Phụ tử với nhau, người hà tất phải nói những lời này. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Đúng, giữa phụ tử với nhau hà tất phải nói những lời này. Lục Trung sửng sốt, khóe miệng hiện lên tiếu ý, khí thế trên người lúc này có chút thay đổi, khúc mắc giữa hai phụ tử rốt cuộc đã tiêu tán. Thiếu Du, ta biết ngày sau nhất định con sẽ bất phàm. Ra ra con cũng thấy được điểm này mới đưa vô tự thiên thư và long ảnh tí, cho con. Tuy rằng con không muốn tiếp nhận vị trí tộc trưởng lục gia, thế nhưng ta hy vọng ngày sau con có thể tiếp nhận vị trí tộc trưởng này. Sau này lục gia cũng chỉ có thể dựa vào con. Lục Trung khẽ nói. Chuyện chức vị tộc trưởng sau này hãy nói đi, con từng nói với Gia Gia, nếu như không đủ khả năng, chuyện tình của Lục Gia con sẽ không quản tới. Lục Thiếu Du nói, vô tự thiên thư nằm trong lục gia ta hơn vạn năm trách nhiệm mỗi một đời tộc trưởng lục gia ta chính là bảo vệ vô tự thiên thư này hy vọng sau này con có thể thu thập đủ chín bản vô tự thiên thư tìm được bí mật trường sinh bất tử phá toái hư không lục trung nói lục thiếu du mỉm cười thu thập đủ chín bản vô tự thiên thư tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng hiện tại chuyện ưu tiên hàng đầu của hắn chính là tăng cường thực lực và phát triển phi linh môn nếu có cơ hội thì lại tìm kiếm vô tự thiên thư cũng không muộn Tuy rằng đối với vô tự thiên thư này lục thiếu du không hiểu nhiều lắm, thế nhưng độc cô ra, linh vũ giới đều đang tìm kiếm vô tự thiên thư này, lục thiếu du phỏng đoán. Những người này có lẽ cũng biết một chút, sau này có cơ hội, không chừng sẽ biết bí mật của những bản vô tự thiên thư khác. Tới đêm khuya lục thiếu du mới từ đình viện rời đi, hai phụ tử hàn huyên không ít. Ngày thứ ba, phía sau núi lục ra, lục thiếu du, tiểu long, thiên sĩ tuyết sư xuất hiện ở đó. Tham kiếm yêu vương, Nghịch Lân yêu bằng, Huyết Ngọc yêu hổ, Thái Âm yêu thỏ, Thủy Hỏa yêu giao nhanh chóng đi tới trước mặt Tiểu Long rồi hành lễ. Bốn đầu yêu thú ngũ giai này, nghiêm túc mà nói cũng không phải thuần phục Lục Thiếu Du mà là thuần phục Tiểu Long. Bạch Linh tỷ thế nào rồi? Tiểu Long nhìn chăm chú vào một sơn động phía trước rồi hỏi. Yêu Vương, Bạch Linh yêu vương đang điều tức, thương thế không nhẹ. Nghịch Lân yêu bằng nói với Tiểu Long. Lúc này Lục Thiếu Du có chút lo lắng, thực lực của Bạch Linh tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chịu một kích của hắc quỷ thiên vương, thương thế tuyệt đối không nhẹ. Ngao! Trong bầu trời, một tiếng gầm gừ truyền ra, lập tức có một cỗ khí tức thật lớn bắt đầu kéo lên. Sau một lát, khí tức yêu thú tư giai hậu kỳ cũng xuất hiện. Huyết tích dịch rốt cuộc cũng đột phá. Lục thiếu du nhìn về phía bên trái, mấy hôm trước huyết tích dịch đã chuẩn bị đột phá. Vừa lúc lục ra gặp chuyện, huyết tích dịch cũng không kịp xuất hiện, thế nhưng thực lực của huyết tích dịch cũng không phải quá mạnh mẽ, may mà không xảy ra chuyện gì lớn. Sư, lúc này trong sơn động phía trước có một đạo bạch quang bắn ra, lập tức hóa thành một nữ tử tuyệt sắc trong không trung, sắc mặt có chút trắng bệch, chính là bạch linh. bạch linh, ngươi thế nào rồi? lục thiếu du hỏi, cảm nhận khí thế trên người bạch linh lúc này dường như thương thế cũng không quá tốt. thực lực của hắc quỷ thiên vương quá mạnh mẽ, ta điều tức ba ngày cũng chỉ khống chế được thương thế mà thôi. may mà bản thể của bộ tộc cửu vĩ yêu hồ ta vô cùng cường hãn, hiện tại cũng chỉ có chút trở ngại nhỏ, khôi phục hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi bạch linh nói sắc mặt có chú tái nhợt khiến cho nàng càng trở nên xinh đẹp vậy là tốt rồi lục thiếu du thở dài một hơi thực lực của tên hắc quỷ thiên vương kia quá mạnh mẽ thu của lục gia hiện tại khó mà báo được có hai lục thiếu du như hắn cũng không phải là đối thủ của hắc quỷ thiên vương cho nên sau này có cơ hội nhất định phải báo thù lúc chạng vạng trong mật thất dưới phòng chứa củi của lục gia lục thiếu du đi vào mật thất lúc này bên người hắn cũng chỉ có tiểu long đi theo phù Nam Thúc thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể, hai mắt mở ra, trong đôi mắt mờ đục kia bắn ra tinh quang, sắc mặt lúc này vẫn còn tái nhợt. Nam Thúc, thương thế của Thúc thế nào rồi? Lục Thiếu Du lo lắng hỏi. Có chút vấn đề nhỏ. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói, ta vốn có thương tích trong người, lần trước giúp ngươi luyện chế huyết lục, lần này lại mạnh mẽ thôi đội cửu long xích viêm đỉnh. Hơn 30 năm mới khôi phục lại chút thực lực đó, hiện tại chút thực lực này, chỉ sợ muốn dùng lại phải chờ thêm 10 năm nữa. Chương 638, yêu cầu của Nam Thúc 2, u của Nam Thúc. Hai Nam Thúc là con làm liên lụy tới người. Lục Thiếu Du hành lễ, tất cả chuyện này Nam Thúc đều vì hắn nên mới ra tay. Lại nữa rồi, việc này cũng không phải toàn bộ do ngươi. Người linh vũ giới kia vốn có liên quan tới ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho chúng, thế nhưng thực lực hiện tại của ta, ngay cả một hắc quỷ thiên vương nho nhỏ cũng không thể đánh chết. Nam Thúc khẽ thở dài, hàn mang trong mắt chợt lóe nam thúc linh vũ giới kia rốt cuộc là cái thế lực gì người và linh vũ giới kia có thâm thù sao lục thiếu du hỏi linh vũ giới là một cỗ thế lực bí ẩn chiêu mộ được không ít cường giả thực lực vô cùng khổng lồ nhưng người biết tới bọn chúng rất ít nam thúc liếc mắt nhìn lục thiếu du nói thù của ta và đám người linh vũ giới kia có nói cũng không hết linh vũ giới này không phải là thứ mà ngươi có thể trêu chọc ngươi không nên hỏi nhiều nam thúc thù của người tự nhiên sẽ là thù của con hiện tại con không thể trêu vào linh vũ giới kia, nhưng không có nghĩa là không làm được. Một ngày nào đó, con nhất định sẽ giúp người báo thù. Lục Thiếu Du nghiêm túc nói. Nhìn Lục Thiếu Du, Nam Thúc chậm rãi nói. Ngươi có tâm tư này là được rồi. Có một số việc ngươi không nên tham dự, bằng không sẽ dẫn tới họa sát thân, Lục Gia hiện tại thế nào rồi? Hiện giờ Lục Gia phân tán di chuyển, 15 năm sau mới trở về. Lục Thiếu Du ngay lập tức nói chuyện của Lục Gia một lần, bao gồm cả tin tức Lục Vũ qua đời. Cũng tốt, linh vũ giới kia chỉ sợ một đoạn thời gian nữa sẽ trở lại. Nam Thúc khẽ thở dài rồi nói, hơn 30 năm, ta ở chỗ này cũng có chút quen rồi, hiện tại cũng nên rời đi. Lần này ta xuất thủ, chỉ sợ người của linh vũ giới không lâu nữa sẽ biết thân phận của ta, nên đổi địa điểm thôi. Nam Thúc, người tính đi tới đâu? Lục Thiếu Du hỏi. Từ trong miệng Nam Thúc, hắn cũng nghe ra quan hệ giữa Nam Thúc và linh vũ giới kia tuyệt không tầm thường. Không biết, đâu cũng có thể đi. Nam Thúc nói, sắc mặt lục thiếu du hơi đổi, nói, Nam Thúc, không bằng người cùng đi cổ vực với tiểu tử. Đi cổ vực sao? Nam Thúc nhìn lục thiếu du nói. Không sai. Tới phi linh môn tiểu tử bình thường cũng có thể gặp được Nam Thúc. Hơn nữa, phi linh môn bây giờ chỉ là một môn phái nhỏ, phỏng trừng linh vũ giới muốn tìm người cũng không dễ. Lục thiếu du nói. Ngươi nghĩ bộ xương già này của ta còn có thể giúp ngươi chấn giữ phi linh môn sao? Nam Thúc chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Nam Thúc, con thừa nhận là con có nghĩ tới nhưng đây tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu trong tâm tiểu tử hy vọng người đi tới phi linh môn sau khi tới phi linh môn người có thể an tâm dưỡng thương có chuyện gì con sẽ lập tức chạy tới nghe người phân phó trung quy so với việc người ở một mình sẽ tốt hơn hơn nữa tiểu tử nói lời buồn nôn chút người không coi con là đồ đệ nhưng tiểu tử lại coi người là sư phụ là thân nhân nếu như người đi con sẽ nhớ người lục thiếu du nói nhìn lục thiếu du Ánh mắt nam thúc giật mình, không nói gì, dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Lão già, lão đại ta đã nói như vậy rồi, ngươi đi cùng đi. Tiểu Long ngẩng đầu, lập tức nhảy tới trên vai nam thúc. Tiểu Nguyệt xúc nhà ngươi. Nam thúc chừng mắt nhìn Tiểu Long, lại nói với Lục Thiếu Du: Được rồi, ta theo ngươi đi cổ vực cũng được. Dù sao cũng không còn chỗ nào có thể đi. Đa tạ nam thúc thành toàn. Lục Thiếu Du vui mừng nói: Ngươi cao hứng như vậy làm gì? Tới phi linh môn ngươi ít gây sự một chút cho ta bộ xương già này của ta không giống như năm đó, không chịu nổi bị lăn qua lăn lại vài lần. Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du. Nam Thúc, con không phải là người thích gây sự mà. Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói. Vậy mấy đầu yêu thú bên cạnh ngươi, con có cửu vĩ thiên hồ, lại thêm tiểu long. Ngươi và Vân Dương Tông còn kết minh, ngươi có thể không gây sự sao? Nam Thúc nói, trong cổ vực không đơn giản như ngươi tưởng tượng dâu, bằng không tam tông tứ môn đã sớm tiến vào, cũng không tới phiên ngươi. Yên tâm đi Nam Thúc, con tự có chừng mực, sẽ không gây loạn khắp nơi. Lục Thiếu Du nói. Ngươi cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, ta cũng chỉ nói vậy mà thôi. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói, Lục Vũ qua đời, nếu như ta đoán không sai, Lục Gia có bảo vật nhất định sẽ giao cho ngươi đúng không? Bảo vật Lục Gia rốt cuộc là vật gì, khiến cho ta cũng cảm thấy hiếu kỳ, ngay cả độc cô gia và người của Linh Vũ giới cũng muốn có nó. Nam Thúc có biết vô tự thiên thư không? Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói, trước mặt nam thúc hắn không giấu giếm một chút nào lẽ nào bảo vật của lục gia các ngươi chính là vô tự thiên thư sao sắc mặt nam thúc đại biến không sai chính là vô tự thiên thư lục thiếu du nói mau đưa ta xem nam thúc đột nhiên run lên ánh mắt nhìn về phía lục thiếu du hấp tấp nói lục thiếu du móc ra vô tự thiên thư đưa cho nam thúc nhìn dáng vẻ lúc này của nam thúc lục thiếu du phỏng đoán có lẽ nam thúc cũng biết một chút về vô tự thiên thư tiếp nhận ngọc giản trong tay lục thiếu du nam thúc hưng phấn không ngớt quang mang trong tay chợt lóe lên trên bề mặt vô tự thiên thư lúc này xuất hiện một đám văn tự cùng với khí tức cổ xưa nhanh chóng lóe sáng chữ linh trên ngọc giản kia cũng nhanh chóng biến mất đúng là vô tự thiên thư nhìn vô tự thiên thư trong tay toàn thân nam thúc có chút kích động lập tức trả vô tự thiên thư cho lục thiếu du rồi nói vô tự thiên thư này ngươi nhất định phải giữ lấy nếu như tiết lộ ra bên ngoài ngươi sẽ trở thành đối tượng bị toàn bộ những thế lực đỉnh cấp trong đại lục truy sát cho dù là lúc ta toàn thịnh cũng khó bảo vệ được ngươi. Nam Thúc, Vô Tự Thiên Thư này, lẽ nào thực sự ẩn chứa bí mật phá toái hư không trường sinh bất tử sao? Lục Thiếu Du Thu hồi Vô Tự Thiên Thư rồi hỏi Nam Thúc, "Truyền thuyết là thế, chính bản Vô Tự Thiên Thư cất giấu bí mật trường sinh bất tử phá toái hư không? Nhưng cụ thể thì ta cũng không biết rõ. Nói chung nó là trọng bảo, nếu như tiết lộ ra bên ngoài sẽ gây tới họa sát thân cho ngươi." Huống chi hiện tại Triệu gia độc cô gia, linh vũ giới đều sẽ hoài nghi lên người của ngươi. Triệu gia có thể không cần e ngại. Linh vũ giới và người của độc cô gia ngươi không thể trêu vào. Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du nói. Nam Thúc, độc cô gia rốt cuộc có lai lịch gì? Lục Thiếu Du hỏi. Là một gia tộc lánh đời, thực lực rất mạnh, so với trong tưởng tượng của ngươi còn. Mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy bây giờ ngươi không cần phải biết. Nếu muốn biết thì phải tăng thực lực hơn nữa. Có đủ thực lực ngươi cũng không phải lâm vào tình cảnh giống ba ngày trước không thể làm gì được hắc quỷ thiên vương. Phải biết rằng trên đời này kẻ mạnh hơn hắc quỷ thiên vương có nhiều lắm. Nam Thúc nói, chương 639, người Vân Dương Tông. Y Vân Dương Tông, tiểu tử biết, tiểu tử sẽ cố gắng tu luyện. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt bắn ra sự kiên nghị. Con đường cường giả này, có một ngày nhất định hắn có thể bước lên đó. Ngươi có âm dương linh vù quyết, chỉ cần cẩn thận một chút, trở thành cường giả chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ta đợi ngày ngươi trở thành cường giả, Nam Thúc nói với Lục Thiếu Du, khoái miệng nở nụ cười hiếm thấy. Một lát sau Lục Thiếu Du mới rời khỏi mật thất dưới phòng chứa củi. Lần này có thể thuyết phục Nam Thúc cùng đi tới cổ vực, điều này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng vui vẻ. Tuy rằng ý tứ của hắn cũng không phải muốn Nam Thúc tọa trấn phi linh môn, thế nhưng bằng vào kiến thức rộng rãi của Nam Thúc, nếu như người ở trong phi linh môn cũng có thể giúp hắn rất nhiều điều. Khi Lục Thiếu Du chạy ra hậu viện thì khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trước, lúc này phía trước có một cỗ khí tức khổng lồ đang tới có cường giả tới. Thân ảnh Bạch Linh lập tức từ nơi nào đó đáp xuống vai Lục Thiếu Du. "Sư." Trong nháy mắt, thân ảnh của Lục Trung đem theo ánh mắt ngưng trọng đáp xuống bên cạnh Lục Thiếu Du, phụ tử nhìn nhau, sau đó ánh mắt cùng nhìn về phía trước. Lam Ngọc Lang Ưng, trên không trung, một đầu yêu thú giống như đại bàng xuất hiện. Lục Thiếu Du đột nhiên mỉm cười, người cưỡi Lam Ngọc Lang Ưng không cần phải nói chính là sư phụ Vũ Ngọc Tiền của hắn. "Sư sư." chỉ trong nháy mắt đầu lam ngọc lang ưng khổng lồ đã xuất hiện trong bầu trời hai cánh chấn động mang theo cỗ khí lưu mạnh mẽ nhìn thấy đầu lam ngọc lang ưng khổng lồ này sắc mặt lục chung có chút bối rối sưu sưu trên lưng lam ngọc lang ưng trong nháy mắt có ba đạo thân ảnh đáp xuống ba cỗ khí thế chợt lóe lên rồi biến mất ba người này không phải ai khác chính là trưởng lão vũ ngọc tiền của vân dương tông cùng với tạ trưởng lão tống trưởng lão tham kiến sự phụ tham kiến tạ trưởng lão tống trưởng lão Lục Thiếu Du nhanh chóng bước tới nói. Ha ha, Thiếu Du, sư phụ nhớ con quá. Vũ trưởng lão cười sang sảng nói. Thiếu Du, lẽ nào triệu gia thực sự đã tới đây? Nhìn cảnh tượng Lục gia lúc này, tống trưởng lão, tạ trưởng lão không khỏi nhíu mày. Lúc này tiền viện Lục gia hơn phân nửa đã bị phá hủy, mặt đất chung quanh nứt nẻ, hố sâu vô số, khi nãy ở trên không trung bọn họ đã nhìn qua. Không sai. Lục Thiếu Du gật đầu nói, phòng trừng tạ trưởng lão, Tống trưởng lão đã biết tin tức triệu ra tới đây, đệ tử tham kiến sư phụ. Lúc này, Lục Trung cũng đi tới trước mặt Vũ Ngọc Tiền rồi hành lễ. Vũ Ngọc Tiền nhìn Lục Trung một lát rồi nói, "Ngươi còn nhớ rõ ông già như ta sao?" Đệ tử không dám quên. Trước mặt Vũ Ngọc Tiền, Lục Trung tuyệt đối tôn kính. "Hừ, không dám quên. 20 năm trước, ngươi có xem ta ra gì không?" Vũ Ngọc Tiền khẽ hừ một tiếng. "Đệ tử đáng chết." Lục Trung cúi đầu nói, "Sư phụ, Người mau vào trong đi, sao người lại tới đây?" Lục Thiếu Du cười khổ, nhanh chóng tiến đến mang theo ba người tiến vào Lục gia. Một lát sau, trong một tiểu thính phòng, Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng cũng đã chạy tới, đám người Lục Đông Lục Tây cũng có mặt. Lập tức Lục Thiếu Du đem tình huống hiện tại của Lục gia nói với ba người một lần. Vân Hồng Lăng đối với Triệu gia tức giận tới mức nghiến răng ken két, thế nhưng trong lúc kể lại, chuyện liên quan tới đám yêu thú và nam thúc, Lục Thiếu Du chỉ nói qua loa biết tin triệu gia chỉ có một mình triệu vô cực chạy thoát. Sắc mặt ba người Vũ Ngọc Tiền, Tạ Trưởng Lão, Tống Trưởng Lão vô cùng kinh hãi. Mà Triệu Kinh Thiên, Triệu Kinh Hải cũng bị giết khiến cho ba vị trưởng lão vô cùng bất đắc dĩ. Hai người này cũng là đệ tử mà Vân Dương Tông cực kỳ coi trọng A. À. sư phụ, sao người lại tới đây? Lục Thiếu Du hỏi, dựa theo tốc độ của Lam Ngọc Lang ưng. Ba người từ Vân Dương Tông xuất phát không chỉ vài ngày là tới được. Có lẽ trước khi Lục ra gặp chuyện ba người đã lên đường, sau khi triệu vô cực rời khỏi vân dương tông tông chủ âm thầm bảo chúng ta tới lục gia một chuyến không nghĩ tới lại đến chậm tống trưởng lão nói xem ra vân khiếu thiên vẫn luôn lưu ý tới triệu gia lục thiếu du thầm nghĩ trong lòng triệu vô cực chân trước vừa rời khỏi vân dương tông vân khiếu thiên đã để cho tạ trưởng lão đến lục gia đây không phải là dự cảm mà hẳn là hắn biết được điều gì đó lục thiếu du không ngừng cân nhắc có lẽ không bao lâu nữa tin tức lục gia gặp nạn sẽ truyền tới tai vân khiếu thiên mấy đầu yêu thú trong mật địa bên người hắn có lẽ cũng bị Vân Khiếu Thiên biết. Đến lúc đó chuyện linh vũ thánh quả cũng bại lộ. Khá lắm triệu gia, quả thực đáng đời bọn chúng. Vũ Ngọc Tiền hừ lạnh một tiếng, quả thực Vũ Ngọc Tiền đối với triệu gia không có một chút hào cảm nào. Thiếu du, sau này con có tính toán gì không? Có muốn trở lại Vân Dương Tông không? Tới Vân Dương Tông rồi, để xem triệu vô cực kia có dám làm gì con không? Vũ Ngọc Tiền lập tức nói. Sư phụ, lần này đệ tử sẽ không trở về Vân Dương Tông nữa, đệ tử còn có chuyện cần làm, sau này sẽ trở lại Vân Dương Tông thăm sư phụ. Lục Thiếu Du nói, lần này có tạ trưởng lão và tống trưởng lão tới đây, trong lòng Lục Thiếu Du cũng yên lòng một chút. Vốn Lục Thiếu Du còn dự định đưa mẫu thân và Vân Hồng Lăng, Lục vô song tới Vân Dương Tông rồi mới đi tới cổ vực, tuy rằng đi lại mất nhiều thời gian, thế nhưng hắn vẫn phải đưa đi, bằng không hắn sẽ lo lắng. Hiện tại có tạ trưởng lão và tống trưởng lão tới đây, đi cùng bọn họ thì hắn có thể yên tâm. Khi đó bản thân hắn có thể trực tiếp đi tới cổ vực. Con không trở lại Vân Dương Tông sao? Vũ Ngọc Tiền lo lắng nói, lần này Triệu Gia Nguyên khí đại thương, Triệu Vô Cực thất phu kia cũng sẽ không buông tha cho con. Đệ tử sẽ chú ý, Lục Thiếu Du nói. Vậy con tính toán đi đâu? Vũ Ngọc Tiền vẫn vô cùng lo lắng hỏi. Đệ tử hiện giờ còn chưa quyết định, đến lúc đó rồi tính tiếp, Lục Thiếu Du nói, trước mặt chuyện đi cổ vực, Lục Thiếu Du cũng không nói cho một ai biết. Ngay cả Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song cũng vậy lục thiếu du biết chuyện này các ít người biết càng tốt chuyện phi linh môn này lục thiếu du đoán người trên vân dương tông biết có lẽ cũng chỉ có mình vân khiếu thiên mà một số người cực ít khác mà thôi phòng trừng sư phụ hắn tạ trưởng lão tống trưởng lão cũng không biết huống chi hiện tại phi linh môn và vân dương tông âm thầm kết minh hiện tại cũng còn chưa chính thức khởi động tất cả phải chờ hắn về phi linh môn mới an bài được lập tức mọi người hàn huyên một lát rồi mới tán đi lục thiếu du cũng nhờ sư phụ chiếu cố mẫu thân mình sau khi ăn bài thỏa đáng Lục Thiếu Du mới thở dài một hơi, kế tiếp hắn nên trở lại cổ vực, tăng cường thực lực bản thân, đồng thời cũng phát triển phi linh môn. Tuy rằng thực lực một mình miễn cưỡng coi là mạnh, thế nhưng cũng còn rất yếu, có một cỗ thế lực khổng lồ sau lưng thì mới có thể bảo vệ được tất cả người nhà của mình. Chương 640 cũng nên báo thù rồi một, nên báo thù rồi. Một phải về cổ vực, trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng có chút chờ mong. Hơn 2 năm, gần 3 năm rồi, không biết phi linh môn trong tay quỷ tiên tử bạch oách rốt cuộc đã tới bước nào có đủ để cho hắn kinh hỉ hay không nghĩ tới việc sắp trở lại cổ vực trong lòng lục thiếu du không khỏi vui sướng cổ vực mới là nơi thích hợp với hắn đêm xuống trên sườn núi cao sau lưng lục ra màn đêm bao phủ trời cao ánh trăng tỏa sáng nhè nhẹ lục thiếu du chắp tay đứng trên sườn núi gió đêm thổ qua một mùi hương nhàn nhạt truyền tới dưới ánh trăng nhu hòa nhìn trời cao lục thiếu du lẩm bẩm nói nam nhi hành động phải mạnh mẽ. Lục Thiếu Du chắp tay đứng trên sườn núi, gió đêm thổi nhẹ nhẹ, một hương thơm thoang thoảng truyền tới, ánh mắt nhìn lên bầu trời, Lục Thiếu Du lẩm bẩm, Nam Nhi hành, đương bạo lệ, sự giữ nhân, lưỡng bất lập. Nam Nhi đương sát nhân, sát nhân bất lưu tình. Thiên thu bất hủ nghiệp, tận tại sát nhân chung. Tích hữu hảo nam nhi, nghĩa khí trọng nhiên nặc. Nhai tí tức sát nhân, thân bị hồng mao khinh. Hữu hữu hùng giữ phách, sát nhân loạn như ma, chỉ xính tẩu thiên hạ, trích thương đao thương khoa kim dục mịch thử loại đồ nhiên lao nguyệt ảnh quân bất kiến thụ nho phong khởi tráng sĩ tử thần châu tòng thử khoa nhân nghĩa nhất chiêu lỗ di loạn trung nguyên sĩ tử thì bôn nọa dân khấp ngã dục học cổ phong trọng trấn hùng hào khí danh thanh đồng phần thổ bất tiết nhân giả khi thân bội tước thiết kiếm nhất nộ tức sát nhân cát cổ tương hạ tử đàm tiếu quỷ thần kinh thiên lý sát cửu nhân nguyện phí thập chu tinh chuyên trừ điền quang chủ giữ kết minh minh tỉnh. Chiêu xuất tây môn khứ, mộ đế nhân đầu hồi. Thần quyện duy tư thụy, chiến hào mạch nhiên suy. Tây môn biệt mẫu khứ, mẫu bi nhi bất bi. Thần hứa hãn thanh sự, nam nhi trưởng bất quy. Sát đấu thiên địa gian, thảm liệt kinh âm đỉnh. Tam bộ sát nhất nhân, tâm đỉnh thủ bất đỉnh. Huyết lưu vạn lý lãng, thi trầm thiên tầm sơn. Tráng sĩ trinh chiến bãi, quyện trầm địch thi miên. Mộng trung do sát nhân, tiếu y ép ánh tố huy nữ nhi mặc tương vấn, nam nhi hung hà thập, cổ lai nhân đức chuyên hại nhân, đạo nghĩa tòng lai vô nhất chân. Quân bất kiến, sư hổ liệt vật hoạch uy danh, khả liên mi lộc hữu thủy liên, thế gian tòng lai cường thực nhược, túng sử hữu lý giã uổng nhiên. Quân hư vấn, nam nhi tự hữu nam nhi hành, nam nhi hành, đương bạo lệ, sự giữ nhân, lưỡng bất lập, nam nhi sự tại sát đấu tràng, đảm tự hùng bi mục như lang. Sinh nhược vi nam tức sát nhân, bất giáo nam khu khỏa nữ tâm nam nhi tổng lai bất tuất thân túng tử địch thủ tiếu tương thừa Cửu tràng chiến tràng nhất bách sử xử sử, sử nguyện giữ giã thảo thanh nam nhi mặc chiến lật hữu ca giữ quân thính sát nhất thị vi tội đồ vạn thị vi hùng đồ đắc cử bách vạn tức vi hùng trung hùng hùng trung hùng đạo bất đồng khán phá thiên niên nhân nghĩa danh đãn sử kim sinh xính hùng phong mỹ danh bất ai ái, ái ác danh sát nhân bách vạn tâm bất trừng chữ giáo vạn nhân thiết sỉ hận bất giáo vô hữu mạ ngã nhân phóng nhãn thế giới ngũ thiên niên hà sự anh hùng bất sát nhân dịch nghĩa nam nhi ai mà chẳng thô bạo chuyện và người không hề giống nhau nam nhi khi giết người giết không lưu tình nghiệp thiên thu muôn thổi chém giết lập nên công xưa có chàng tráng sĩ nghĩa khí nặng hơn non giết người trong nháy mắt nhẹ tựa như lông hồng cũng có kẻ ác bá ưa giết người như ma muốn chinh phục thiên hạ vùng đào tuốt gươm ra giờ mò trăng đáy nước người thế tình đâu ra vua khung thuận, tráng sĩ vong, nhân nghĩa thần châu chỉ để không. Man di gây loạn trung nguyên đó, sĩ tử chạy loạn dân khóc ròng. Ta muốn học người xưa chấn hưng hùng bá khí, thanh danh như bọt nước, xá chi người đời chê. Tay cầm thanh kiếm sắc, giận dữ thì giết người. Xẻo thịt đùi nhắm rượu, cười nói quỷ thần khinh. Ngàn dặm tìm giết địch, nguyện cả đời hy sinh. Nguyên trừ điền quang ấy cũng có chút giao tình. Người về Tây Phương ấy, người hối hận không thôi. Hồn say trong giấc ngủ, chiến ý bay phấp phới. Cửa tay chào từ biệt, mẹ đau buồn tiễn con. Lòng quyết ghi sử sách, nam nhi chí không về. Đánh giết trong trời đất, thảm khốc loại âm cung. Ba thức giết một người, lòng muốn tay không dừng. Máu chảy dài ngàn dặm, thay chất cao ngất trời. Tráng sĩ xong trận chiến, gối sắc giặc ngủ vùi. Trong mộng còn giết địch, miệng vẫn đang mỉm cười. Nữ nhi xin đừng hỏi, nam nhân sao tàn bạo. Nhân nghĩa môn thổi chỉ hại người, đạo lý xưa nay đều giả dối vua không thuận, hổ báo săn mồi lấy uy danh, nai tơ yếu đuối ai thương cảm. Thế gian vẫn mạnh được hiếp yếu, không có lý cũng chẳng có công bằng. Vua thôi chấp vấn, nam nhi phải tự biết hành động. Đã ra tay là phải quyết lòng. Sự nghiệp và nhân từ chẳng thế ở chung. Nam nhi nơi trinh chiến, gan hùm mặt giữ tựa sói lang. Hãy sống trong trinh chiến, đừng để đời cười lòng nữ nhân. Xưa nay nợ nước thân không tiếc, lôi sắc quân thủ miệng cười vang, cả trăm trận chiến cùng quân địch khắp nơi trốn đều là mộ xanh nam nhi nào có khiếp sợ hát mãi khúc quân hành giết một là tội giết vạn là hùng giết trăm vạn là anh hùng trong anh hùng anh hùng trong anh hùng nhưng ý nghĩa không chung nhìn lại những người danh nhân nghĩa có được coi là anh hùng chẳng thích tiếng thơm yêu tiếng ác giết người trăm vạn chẳng lưu tâm nên dạy muôn người nuôi mầm hận chớ xui nhân gian chửi anh hùng phóng mắt thế giới ngàn năm trước có anh hùng nào không giết người không trích bài sát nhân ca của tác giả cửu thánh nói xong quanh thân lục thiếu du có một cỗ sát khí không tự chủ được mà tuôn ra sát ý trong mắt bắn thẳng lên trời cao bài từ này là do ngươi sáng tác sao sát khí quá nặng thế nhưng khi nghe lại có cảm giác hào khí vạn trượng một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện bên cạnh lục thiếu du trên vai nàng có tiểu long dung nhan tuyệt mỹ trên khuôn mặt kia dưới bóng đêm này lại càng khiến cho rung động lòng người không phải ta sáng tác mà là một vị văn hào nơi ta đặt chân sáng tác ra nó lục thiếu du đáp sát khí thu liễm lại từ trong cơ thể thở ra một hơi ngày mai phải rời đi sao bạch linh khẽ mở miệng thanh âm mang theo sự mê hoặc tuyệt đối đúng vậy ngày mai chúng ta sẽ rời đi tới cổ vực cảnh vật ở đó không giống như ở đây nghe bài từ ngươi vừa ngâm chỉ sợ địa phương lần này ngươi đi tới cũng không yên ổn một chút nào bạch linh vuốt ve đầu tiểu long ánh mắt ô nhu nhìn ánh trăng trong không trung khiến cho ai nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được ha ha nam nhi mà sao lại có thể chịu một cuộc sống yên bình được chứ? Lục Thiếu Du nói, kiếp trước hắn tầm thường, vô vị, kiếp này nếu tiếp tục như vậy thì trời cao đã. Không cho hắn tới đại lục linh vũ này một chuyến rồi. Khi ánh sáng từ phía đông xuất hiện, sương mù trên chấn thanh vân lượn lờ. Mặc dù lúc này còn có vết tích đại chiến của cường giả Vũ Vương mấy ngày trước, nhưng vẫn có vẻ thơ mộng như cũ. Chương 641 cũng nên báo thù rồi hai. Nên báo thù rồi. Hai sáng sớm, trên trấn thanh vân có không ít thân ảnh di chuyển trên đường cái cửa hàng bên đường đã bắt đầu mở rộng cửa bắt đầu một ngày buôn bán của mình lúc này trước cửa lục gia lam ngọc lang ưng xoay quanh bầu trời lục thiếu du lục trung vũ ngọc tiền vân hồng lăng tạ trưởng lão lục vô song và lục tiểu bạch đều ở đây cha mẫu thân hai người cẩn thận một chút lần sau con sẽ tới nhà ngoại công thăm hai người lục vô song vô cùng không nỡ nói với lục đông và hoàng thị vô song các con cũng phải cẩn thận một chút Lục Đông nói, mọi người từ biệt nhau, vẻ mặt đều không nỡ. Cửa hàng và sinh ý của Lục gia trên cơ bản đã được an bài hết. Hai người Lục Đông, Lục Tây hôm nay đều đi về nhà mẹ đẻ của thê tử mình. Lục Trung, La La thị, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song thì hôm nay cũng đi về Vân Dương Tông. Thiếu Du, con phải cẩn thận đó. Hai mắt La Lan thị rưng rưng không nỡ xa Lục Thiếu Du. Mẫu thân, người cứ yên tâm đi, nhi tử của người không có việc gì đâu. Sau này con sẽ tới Vân Dương Tông thăm người. Lục Thiếu Du nói, hắn cũng không thể để mẫu thân mình ở mãi trong Vân Dương Tông được. Một khi thực lực phi linh môn lớn mạnh, tới lúc đó hắn sẽ tới đón mẫu thân đi phi linh môn. Lan Muội, Thiếu Du trưởng thành rồi, nàng không cần phải quá quan tâm tới nó nữa. Lục Trung bên người La Lan lúc này mở miệng nói, "Tiểu Bạch, ngươi cũng cần chiếu cố mình, từ nhỏ ta nhìn ngươi lớn lên, cũng giống như nhi tử của ta vậy." La Lan thị nói với Lục Tiểu Bạch, "Phu nhân, người cứ yên tâm đi." tiểu nhân sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, còn có thể chăm sóc cho công tử nữa. Lục Tiểu Bạch nói, Tiểu Tặc, chàng phải nhanh chóng đi Vân Dương Tông thăm thiếp đó. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, vẻ mặt cũng không nỡ. Ta sẽ tới, giúp ta chăm sóc mẫu thân cho tốt. Lục Thiếu Du nói, thiếp đương nhiên sẽ chăm sóc mẫu thân, chàng cứ yên tâm đi. Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, còn nữa, chàng không được trêu hoa gẹo nguyệt, bằng không chàng sẽ chết rất khó coi. Phi, nghe Vân Hồng Lăng nói vậy, La Lan Thị và Tạ Trưởng Lão, Lục Trung đều không nhịn được mà cười. Ta biết rồi. Có mấy vị trưởng bối bên cạnh, Lục Thiếu Du cũng cảm thấy xấu hổ, thiếu chút nữa toát mồ hôi lạnh, quả ớt nhỏ này quả thực nói năng không biết phân biệt trường hợp. Thiếu Du, rảnh rỗi thì về thăm sư phụ, đừng giống cha con, 20 năm cũng không quay về, ta coi như không có đệ tử như nó. Vũ Ngọc Tiền trừng mắt nhìn Lục Trung lại nói với Lục Thiếu Du, con ở bên ngoài tất cả phải cẩn thận, mẫu thân con ở Vân Dương Tông con cứ yên tâm sư phụ liều cái mạng già này, cũng sẽ bảo đảm cho mẫu thân con an toàn ở Vân Dương Tông. Đa tạ sư phụ. Lục Thiếu Du nói, đệ tử nhất định sẽ nhanh chóng về thăm người. Được rồi, mọi người xuất phát đi, cũng không còn sớm. Tạ trưởng lão nói. Dưới sự lưu luyến không rời, mọi người nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang ưng. La La Thị được Lục Trung ôm lên lưng Lam Ngọc Lang ưng, mà Lục Thiếu Hồ lúc này cũng được Lục Trung mang theo. Tiểu tặc, nhất định phải nhanh chóng tới thăm thiếp và vô song tỷ. Vân Hồng Lăng nói xong, Thân ảnh xinh đẹp tức thì nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang ưng. Thiếu du, phải cẩn thận, chăm sóc bản thân cho tốt, tỷ và hồng lăng sẽ chăm sóc cho Tam a Lục vô song nói. Lục thiếu du mỉm cười gật đầu, ý bảo lục vô song đi trước. Đối với hai vị hôn thê này, tuy rằng lục thiếu du không nỡ xa, thế nhưng hắn biết đây không phải là lúc. Vất tay cáo biệt với mọi người, hai cánh Lam Ngọc Lang ưng khẽ rung động, thân thể cao lớn trong nháy mắt biến mất trong không tủng, nhìn bóng lưng mọi người mãi tới khi biến mất. Lục Thiếu Du không khỏi thở dài. Nếu như Phi Linh Môn có thực lực mạnh mẽ, thì hà tất hắn phải đem thân nhân đưa đến đó. Thiếu Du, sau này Lục Gia phải dựa vào con rồi. Lục Đông nói với Lục Thiếu Du, 15 năm sau, hy vọng tộc nhân Lục Gia có thể trở lại Trấn Thanh Vân. 15 năm sau, hẳn cũng không khác với dự tính lắm. Lục Thiếu Du thầm nói, trong lời nói cũng có hai tầng ý tứ. 15 năm sau, chuyện tình bảo vật của Lục Gia cũng đã phai nhạt mà 15 năm sau thực lực của hắn và Phi Linh Môn sẽ càng lớn mạnh, tới lúc đó, một khi có đủ thực lực cũng không cần bận tâm nữa. Thiếu Du, tứ thúc đi trước đây." Lục Tây nói, trước Lục gia lúc này đã có mấy cỗ xe ngựa. Lục gia không có yêu thú phi hành cho nên chỉ có thể dùng ngựa kéo xe thay cho đi bộ mà thôi. Lập tức Lục Tây, Lục Đông, Hoàng thị, Trần thị tạm biệt Lục Thiếu Du, bốn người lên xe ngựa rời đi. Lục gia to lớn như vậy lúc này hơn phân nửa đã thành phế tích, vô cùng vắng vẻ nhìn lục gia lúc này lục thiếu du cũng không khỏi thở dài một hơi tất cả những chuyện xảy ra đã vượt qua sự tưởng tượng ban đầu của hắn lão đại lần này chúng ta trở về cũng nên báo thù nha cái lưỡi tiểu long không ngừng phun ra nuốt vào nói ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ báo thù cái gì lục thiếu du nghi hoặc hỏi tiểu long thì đầu cửu đầu yêu giao nha lần trước nó đuổi theo chúng ta hai tháng lần này đệ phải giáo huấn nó đem nó đánh cho bầm dập đệ muốn đem sáu đầu của nó chặt bỏ toàn bộ khi trước tiểu long trong sơn mạch vụ đô, bị đầu cửu đầu yêu giao kia đuổi hai tháng cho nên, vẫn vô cùng oán hận cho tới bây giờ. Cửu đầu yêu giao, chúng ta cũng nên báo thù rồi. Lục thiếu du mở miệng cười, đầu cửu đầu yêu giao này hắn phải báo thù một chút, lần trước từ cổ vực trở về hắn bị cửu đầu yêu giao đuổi tới thành vụ đô, lần này, nó quả thực không may rồi. Dù sao đi nữa cũng phải thu thập nó. Tiểu Long vô cùng tức giận nói. Thấy dáng vẻ của Tiểu Long như vậy, lục thiếu du thầm thay cử đầu yêu giao lo mồ hôi lạnh. Có nghịch lân yêu bằng, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ bên người, đầu cừu đầu yêu giao kia quả thực không may rồi. Màn đêm lại buông xuống, dưới màn đêm nay, trong ngọn núi phía sau lục ra, thân ảnh lục thiếu du đã xuất hiện ở trong đó. Phía sau hắn có trúng thú, có thiên sĩ tuyết sư, huyết tích dịch, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, thủy hỏa yêu giao, nghịch lân yêu bằng. Về phần thị huyết yêu lang, lục yêu mãng, thiểm điện hắc báo đã bị lục thiếu du thu vào không gian thú nang. Mà hiện tại ba đầu yêu thú này dường như cũng đã sắp tới tứ giai rồi. Trên vai Lục Thiếu Du là Bạch Linh đã thu nhỏ lại thân thể, vai bên kia là Tiểu Long, mà bên người hắn là Lục Tiểu Bạch. Lục Thiếu Du dự định buổi tối xuất phát đi tới cổ vực cũng là để tránh tai mắt của mọi người. Lúc này ở ngoài Lục gia nói không chừng sẽ có không ít thám tử của các thế lực đang theo dõi hướng đi của Lục gia, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút.